trong bộ trang phục màu trắng đối đầu với những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia sẽ mặc trong bộ trang phục màu đỏ, áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Người sẽ là đội trưởng ở trong trận đấu ngày hôm nay của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ là Văn Quyết, cầu thủ của Hà Nội. Chấn giữ cung thành sẽ là Tấn Trường. Một sự quay trở lại rất ngọt ngào của Bùi Tấn Trường. Còn người sẽ đối đầu với Tấn Trường ở trong khung gỗ sẽ là thủ thành Văn Toàn, một thủ môn mà đã rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá nước nhà, đặc biệt là những cầu thủ U22 Việt Nam sau chiến tích tại SEA Games vừa qua. Văn Toàn là cầu thủ được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đến lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Chúng ta chính thức được theo dõi cuộc đối đầu giữa các cầu thủ đội tuyển quốc gia và các cầu thủ U22 Việt Nam. Một tình huống lên bóng rất nhanh nhưng sự bất ngờ đã không xảy đến với các cầu thủ của U22 Việt Nam. Ngày hôm nay thì các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục áo trắng quần trắng. Bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, còn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục truyền thống với áo đỏ, quần đỏ. Và những trọng tài sẽ điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài số 1 là ông Nguyễn Mạnh Hải. Các trợ lý của ông Hải sẽ là trọng tài Phạm Mạnh Long, trọng tài Trần Văn Hải. Và trọng tài thứ 4 ở trong trận đấu này sẽ là trọng tài Ngô Quốc Hưng. Những trọng tài đã quen thuộc tại V-League ở nhiều năm nay. Lúc này thì bóng đã quay trở lại với các cầu thủ của U22 Việt Nam. Thêm một đường chuyền dài nữa. Kịp hay không? Rất nỗ lực. Đó là nỗ lực của Mai Siêu Hoàng. Nhưng không thể dứt điểm. Từ đầu trận đấu đến giờ thì đã có 2 lần các cầu thủ của U22 Việt Nam thực hiện những đường chuyền dài lên phía trên. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, họ đã thực hiện một đường chuyền bổng và lập tức một tiền đạo băng xuống. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Hữu Thắng dành cho Phan Văn Long. Hữu Thắng chính là cầu thủ xuất sắc nhất tại vòng chung kết U21 quốc gia vừa mới kết thúc cách đây ít ngày. Và đội bóng của anh là U21 Viettel đã lên ngôi ở giải đấu đó. Và chắc chắn là cầu thủ đến từ xứ Huế sẽ đặc biệt và sẽ rất khát khao để khẳng định mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cao Văn Triển. Bóng được trả về cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Tiếp tục là Cao Văn Triển. Một đường chuyền bổng lên phía trên. Vẫn đang là những tình huống phòng ngự tốt. Đã có một pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Người vừa phạm lỗi đó chính là Lê Xuân Tú. Lâu lắm rồi thì Lê Xuân Tú mới quay trở lại màu áo của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội vừa có một tình huống phạm lỗi. Và trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là Văn Triển vẫn có những tình huống quen thuộc của mình trong màu áo của Sài Gòn. Và như đã được biết từ đầu thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là những ngồi trên khán đài A và theo dõi các học trò của mình thi đấu dưới sân. Đây sẽ là một tình huống cố định đầu tiên dành cho những cầu thủ áo đỏ, những cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Văn Quyết rất nguy hiểm. Bóng vừa đi chạy cột dọc khung thành của thủ môn Văn Toàn. Người thực hiện tình huống dứt điểm vừa rồi là Giang Trần Quách Tân. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha quay chậm, tình huống tấn công từ một pha bóng cố định đến từ các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Mặt cỏ sân Cẩm Phả là một nơi quen thuộc với Giang Trần Quách Tân, một cầu thủ đã có hơn 3 năm gắn bó cùng với Than Quảng Ninh. Tiếp tục là một đường chuyền dài lên phía trên. Vâng, có thể thấy được sự nhiệt huyết trong từng bước chạy của các cầu thủ U22 Việt Nam. Thêm một đường chuyền dài nữa. Nhưng lần này thì đã không thể theo kịp bóng. Rất nỗ lực và thực hiện rất nhiều những đường chuyền dài. Cách chơi của các cầu thủ U22 Việt Nam ngày hôm nay đang là khá đơn giản. Nhưng cho đến lúc này thì nó vẫn chưa đem lại được hiệu quả thực sự. Những cầu thủ sẽ thi đấu ở vị trí giữa sân vừa xuất hiện trên màn hình đó chính là Huỳnh Công Đến cùng với Hữu Thắng. Những cầu thủ thực sự sẽ tạo ra lối chơi của cầu thủ U22 Việt Nam. Còn đây là Sầm Ngọc Đức, một cầu thủ đã quay trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia sau những sự trình diễn xuất sắc trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quả đá biên dành cho các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Một pha phối hợp. Nhưng ngay lập tức thì các cầu thủ áo trắng đã áp sát. Vừa rồi thì trọng tài xác định đã có lỗi đến từ các cầu thủ của U22 Việt Nam và cụ thể người phạm lỗi đó là Mai Sĩ Hoàng. Chúng ta có thể thấy rõ ràng các cầu thủ U22 Việt Nam rất khát khao, thực sự rất khát khao ở trong những tình huống đầu tiên. Và họ tổ chức vây bắt rất nhanh ở ngay bên phía phần sân của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đã có một tình huống phạm lỗi. Người vừa phạm lỗi chính là Thanh Hào. Dương Thanh Hào đã nói lời chia tay câu lạc bộ Than Quảng Ninh.
và bây giờ anh đã là một cầu thủ của câu lạc bộ Bình Định rồi. Đây là tình huống phạm lỗi đầu tiên đến từ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đây cũng sẽ là tình huống cố định đầu tiên của cầu thủ U22 Việt Nam. Lại là một đường chuyền dài nữa, rất nhiều những đường chuyền dài. Pha xử lý bóng không thành công. Rất nỗ lực. Và như chúng ta đã biết thì ngày hôm nay là một cuộc đối đầu đặc biệt. Không có nhiều nước trên thế giới tổ chức những trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và những đứa U. Và cụ thể với Việt Nam là ngày hôm nay. Vừa rồi là một tình huống mà Trần Việt Cường đã rơi vào tư thế việt vị. Chúng ta đã nhìn thấy góc quay chậm vừa rồi. Và đây cũng là một trận đấu đặc biệt như anh Thọ Bình đã chia sẻ đúng không ạ? Một trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22. Những cầu thủ trẻ của chúng ta, những cầu thủ U22 nòng cốt sẽ tham dự SEA Games trên sân nhà, đang thực sự rất khát khao và không ngại va chạm ở trong những tình huống đầu tiên. Những cầu thủ áo trắng, những cầu thủ U22 Việt Nam đã không ngại ngần ở trong những tình huống va chạm của mình. Tiếp tục một đường chuyền dài, không được. Bóng quay trở lại với các cầu thủ U22 Việt Nam, rất nhiệt huyết trong từng bước chạy. Và đây là pha lên bóng dành cho các cầu thủ áo trắng. Một tình huống xuống biên, có thể thực hiện đường chuyền vào trong hay không? Không được. Nỗ lực áp sát đến từ Xuân Cường đã khiến cho cầu thủ của U22 Việt Nam không thể thực hiện đường chuyền vào trong. Một đường chuyền sai lầm, cơ hội hay không? Vẫn là những đường chuyền sai địa chỉ sau cùng. Cao Văn Triền và pha lên bóng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Áp sát rất nhanh. Và như vậy bóng đã quay trở lại với các cầu thủ áo trắng. Vừa rồi là một tình huống mà chúng ta đã thấy sự nguy hiểm của Huỳnh Công Đến. Anh là người tổ chức đợt tấn công vừa rồi. Công Đến và Hữu Thắng sẽ là những nhân tố quan trọng ở trong trận đấu này của cầu thủ U22 ở trên hàng công. Không hề đơn giản. Và rõ ràng là các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này họ vẫn đang biết phải làm sao để có thể thể hiện sự kinh nghiệm của mình trước những người đàn em của mình. Họ không quá vội vàng trong cách tiếp cận lối chơi. Người chỉ huy hàng phòng ngự sẽ là Thanh Hào. Ngày hôm nay thì người đá ở trung tâm hàng phòng ngự của cầu thủ đội tuyển quốc gia sẽ là Minh Tùng. Và hai cầu thủ đá cùng với Minh Tùng sẽ là Văn Việt và Dương Thanh Hào. Ba cầu thủ trung vệ đã lâu lắm rồi mới quay trở lại với màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi đã có một pha phạm lỗi của Hữu Thắng. Và đây là pha lên bóng dành cho các cầu thủ áo đỏ. Trọng tài xác định không hề có lỗi. Ngay lập tức thì các cầu thủ U22 đã giành được bóng. Mặc dù thời gian trận đấu trôi qua chưa nhiều, nhưng những gì mà các cầu thủ áo trắng đang thể hiện là rất tích cực. Họ không hề tỏ ra đuối thế trước những người đàn anh của mình. Còn có vẻ như một cầu thủ đã bị đau. Trận đấu đang có chút gián đoạn. Người bị đau nhiều khả năng sẽ là Tuấn Tài. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Chính xác là như vậy, Hồ Tuấn Tài đã bị đau sau một tình huống va chạm với cầu thủ Trần Văn Đạt. Hồ Tuấn Tài cũng là một cầu thủ rất nhạy cảm với những chấn thương. Hồ Tuấn Tài chính là tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Và như vậy là bác sĩ Choi đã phải yêu cầu cần đến sự hỗ trợ của Cáng hay không. Và nhìn lại pha quay chậm thì chúng ta có thể thấy được là đây là một vị trí chấn thương vô cùng nhạy cảm, đúng không anh Dũng? Vâng, rất nhạy cảm cả ngứa đen và nghĩa bóng, đúng không ạ? Vâng, bây giờ lại còn nhét cả túi đá vào phía bên trong quần như thế này thì sự nhạy cảm lại càng trở nên lớn hơn. Như vậy là sẽ có những sự điều chỉnh. Tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp này thì thầy Park sẽ không quá mạo hiểm đâu. Và đã có những sự ra dấu của các bác sĩ cũng như là bác sĩ Choi. Nhiều khả năng Tuấn Tài sẽ không thể tiếp tục thi đấu, bây giờ mới chỉ có là phút thứ 9 thôi. Chúng ta đang nhìn thấy những màu đỏ của lá cờ sao vàng. Những cổ động viên của Quảng Ninh và nhiều tỉnh lân cận đang dành những sự quan tâm và ủng hộ dành cho thủ U22 Việt Nam và các thủ đội tuyển quốc gia. Như vậy là nhiều khả năng cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có thể tiếp tục thi đấu được nữa. Và vừa rồi trợ lý Lưu Danh Minh đã có những sự chỉ đạo, những sự truyền thông tin của thầy Park dành cho đội trưởng Văn Quyết ở trên sân. Hồ Tấn Tài đã phải rời sân bằng cáng. Đây chính là trợ lý Lee Jang Jin, người sẽ là người điều hành các thủ đội tuyển quốc gia trong trận đấu này. Bên phía thủ U22 Việt Nam thì người sẽ trực tiếp chỉ đạo dưới sân sẽ là trợ lý Kim Han Jun. Chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng rằng Hồ Tuấn Tài sẽ không gặp một chấn thương quá phức tạp. Mùa giải V-League đã cận kề và những giải đấu lớn trong năm cũng đang chờ đợi các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Vâng, dù sao thì đây cũng chỉ là một trận giao hữu mà thôi. Nên điều mà những cổ động viên, những ban huấn luyện mong muốn đó chính là những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp chứ không phải là những tình huống bị chấn thương như thế này. Vừa rồi là một đường chuyền dài tốt của các cầu thủ U22 Việt Nam. Nhưng sau cùng thì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia vẫn có thể cắt bóng thành công. Kinh nghiệm đang được các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam thể hiện: Văn Việt, Cao Văn Triền rất bình tĩnh, không quá vội vàng cho ở những đợt lên bóng giống như các cầu thủ đội tuyển U22. Rõ ràng chúng ta thấy được sự kinh nghiệm và sự già dơ của các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia so với những cầu thủ U22. Họ rất bình tĩnh để triển khai lối chơi, không quá vội vàng ở trong từng lên bóng. Ở trong những tình huống lên bóng của cầu thủ U22 ở trong những phút đã qua thì vẫn có những sự vội vàng nhất định. Vừa rồi là tình huống mở bóng không thành công của Minh Tùng. Thêm một lần nữa thì hàng phòng ngự của các cầu thủ U22 Việt Nam đã hoạt động tốt. Một trận đấu giao hữu và chúng ta sẽ có cuộc đối đầu với giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam. Vâng, theo như những gì mà chúng tôi được biết và những gì mà rất nhiều người biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chúng ta không thể tổ chức được một trận đấu giao hữu với một đội bóng đến từ quốc gia khác. Đây là đường chuyền dài tiếp theo đến từ cầu thủ U22. Tình huống làm từ bằng ngực không thành công. Pha xử lý của Sâm Ngọc Đức. Và trọng tài xác định đó là tình huống phạm lỗi của Mai Sĩ Hoàng, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Và rõ ràng khi mà để cho đối phương có được bóng thì các cầu thủ U22 Việt Nam luôn áp sát rất nhanh. Như vậy đây là sự xuất hiện của Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh sẽ được vào sân và thay thế Tuấn Tài. Đó là một sự thay đổi người mang tính tình thế khi mà Tuấn Tài đã gặp một chấn thương. Hà Đức Trinh sẽ là người được thay thế vào sân. Như vậy là 10 phút đầu tiên của trận đấu giữa cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam và cầu thủ U22 Việt Nam đã trôi qua và tỷ số trên sân vận động Cẩm Phả đến lúc này vẫn đang là không đều, không có nhiều những tình huống thực sự đáng chú ý được tạo ra. Và các cầu thủ U22 Việt Nam lúc này đang chỉ nhỉnh hơn so với những người đàn anh ở mình ở chỉ số kiểm soát bóng mà thôi. Cầu thủ U22 Việt Nam lúc này đang có 55% thời gian kiểm soát bóng. Và đội tuyển quốc gia họ đang thi đấu một lối chơi rất chậm rãi, khác với những cầu thủ trẻ của trợ lý Kim Han-jun. Quý vị và các bạn đừng quên rằng ngay lúc này đây thì chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng Nextsport để có thể theo dõi trận đấu này. Ở trên ứng dụng Nextsport thì chúng tôi sẽ thường xuyên tường thuật trực tiếp những trận đấu chất lượng, với hình ảnh chất lượng cao nhất, âm thanh chất lượng tốt nhất và với những bình luận viên có thể đem đến thật nhiều cảm xúc cho quý vị và các bạn, không chỉ ở trong trận đấu này đâu mà sẽ còn rất nhiều những trận đấu khác nữa ở V-League, ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây là tình huống tấn công đến từ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Không được. Vừa rồi là một tình huống chọc khe đầy thông minh của Phan Văn Long dành cho đội trưởng Văn Quyết và cơ hội đầu tiên thực sự rất sáng nước đã đến. Quế Ngọc Hải ngồi cạnh thầy Park ở trên khán đài. Đó chính là câu trả lời dành cho rất nhiều những cổ động viên hỏi tại sao các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã không có nhiều cái tên quen thuộc như Công Phượng hay Quế Ngọc Hải. Ngày hôm nay thì có 19 cầu thủ được nghỉ, là những cầu thủ đã ra sân vào buổi sáng ngày hôm nay ở buổi tập. Rất nhiều những sự thay đổi, rất nhiều những cầu thủ được thầy Park thử nghiệm. 12 tân binh thì đã có mặt rất đông. Giang Trần, Quách Tân, Văn Việt, Minh Tùng, Hồ Tấn Tài, Xuân Cường, Dương Thanh Hào và sự quay trở lại của Văn Quyết. Đây là đội hình thực sự là những cầu thủ đã rất lâu và đã hoặc là tân binh của đội quốc gia Việt Nam. Rõ ràng đây chính là màn ra mắt của rất nhiều cầu thủ ở trong máu đội quốc gia. Vâng, nói một cách vui vẻ thì đó là một đội hình gồm rất nhiều những tấm chiếu mới và những tấm chiếu cũ lôi ra để sử dụng tiếp với những Văn Quyết hay là Tấn Trường. Và tôi nghĩ rằng đây là một đội hình mà không nhiều cầu thủ đã chơi với nhau lâu rồi và sẽ ở trong những thời điểm đầu tiên sẽ có những sự cần thiết để cho cầu thủ có thể hiểu nhau hơn ở trong cách chơi. Pha ném biên của Văn Minh đã có một tình huống phạm lỗi. Có thể thấy là từ đầu trận đến giờ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia vẫn chưa thể tạo ra được một sức ép và thể hiện được sự vượt trội so với lứa đàn em của mình. Đây là một tình huống đá phạt chứ không phải là một quả ném biên. Lại là một đường chuyền dài lên phía trên. Một pha bóng lộn xộn, Cao Văn Triền áp sát.
đã có lỗi đến từ các cầu thủ áo trắng. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ U22 Việt Nam với những cái tên như Lê Xuân Tú, Huỳnh Công Đến hay là Hữu Thắng ở trên phía trên. Hàng tiền vệ đang thi đấu một cách rất tích cực. Các cầu thủ U22 Việt Nam đang thực hiện những tình huống áp sát rất nhanh, di chuyển rất nhiều. Đây chính là điều mà thầy Park đang muốn hướng tới dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Còn với các thủ đội tuyển quốc gia, họ vẫn đang thi đấu một cách đầy bình tĩnh. Đây vẫn là... còn pha lên bóng đến từ các cầu thủ U22. Tình huống xử lý tốt. Liệu có một pha phối hợp thành công hay không? Cao Văn Chiến áp sát rất nhanh. Trận đấu vẫn đang được tiếp diễn. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha lên bóng đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Và ngay khi một đồng đội co bóng thì những mũi công ở phía trên sẽ tích cực di chuyển. Có thể thấy là chiến thuật ở trong trận đấu này đối với các cầu thủ U22 Việt Nam đó là tận dụng những đường chuyền bổng và thực hiện những pha di chuyển để có thể phá bẫy việt vị của những người đàn anh của mình. Mỗi bên đã thực hiện trên hai đường chuyền dài lên phía trên. Những tình huống mở bóng dài đã được thực hiện rất nhiều. Đây không phải là cách thường xuyên mà thầy Park sử dụng trong những lần tập trung trước đây hay những lần thi đấu trước đây, đó là những sự tươi mới, nhưng thực sự đó là tôi cũng nghĩ có thể rằng do mặt sân cũng không phải quá thích hợp với một lối chơi ban bật một cách kỹ càng. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng là với một đội hình như các cầu thủ U22, họ đang rất khát khao với ngòi nổ là Hữu Thắng. Vừa rồi thì Hữu Thắng chính là cầu thủ đã bị phạm lỗi. Phan Văn Long đã để lại dấu ấn trên sân với một tình huống chọc khe dành cho Văn Quyết rồi. Và người phạm lỗi ở với Hữu Thắng đó chính là Sầm Ngọc Đức chứ không phải là Phan Văn Long. Phan Văn Long là cầu thủ mà bị cắt còi đầu tiên thôi. Trong khoảng 5 phút đã qua, các cầu thủ U22 Việt Nam mới là những người cầm bóng nhiều hơn và thực hiện những đường lên bóng nhiều hơn so với những người đàn anh của mình. Và đây tiếp tục là một tình huống tấn công đến từ các cầu thủ áo trắng. Đường chuyền lên phía trên, đồng đội di chuyển, pha xử lý không thành công. Đó là tình huống xử lý của Lê Xuân Tú. Bây giờ thì bóng đã quay trở lại với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Đường chuyền của Cao Văn Chiến vẫn không được. Nỗ lực không thành công. Đó là pha xử lý của Quách Tân. Anh đã bị áp sát rất nhanh bởi những hậu vệ của U22 Việt Nam. Và khung thành của Văn Toàn bây giờ sẽ phải đối đầu với một tình huống đá phạt góc. Chúng ta cùng chờ đợi xem những tình huống của cầu thủ đội tuyển quốc gia sẽ diễn ra như thế nào. Vừa rồi là một tình huống mà đội trưởng Văn Quyết đã có một tình huống đá phạt góc không tốt, phải nói chính xác là không tốt. Hà Đức Trinh và Văn Quyết đã muốn phối hợp nhanh với nhau, tuy nhiên thì đội trưởng của đội tuyển quốc gia đã có một tình huống đá phạt không tốt. Đây là tình huống đá phạt góc mà khiến chúng ta liên tưởng đến quả đá phạt góc mà trên Alexander Arnold đã thực hiện để cho Reebok Origi để ghi bàn, đúng không anh? Vâng, và rõ ràng với những sự nghiên cứu của thầy Park rất chịu khó nghiên cứu. Như chúng tôi được biết thì thầy Park là người yêu thích đội bóng Leeds United của giải Ngoại hạng Anh và câu lạc bộ RB Leipzig ở Bundesliga. Vừa rồi là một tình huống nguy hiểm. Tình huống vẫn chọc là khe tốt. Những tình huống chọc khe và mở bóng của Cao Văn Triển và thủ thành Văn Toàn đã phải băng ra. Cao Văn Triển đang là cái tên thi đấu nổi bật nhất ở khu vực trung tâm đội tuyển quốc gia cho đến lúc này. Rất nhiều những tình huống Cao Văn Chiến lui về hỗ trợ giành bóng và thực hiện những đường chuyền dài hiệu quả lên phía trên. Lại là một pha áp sát đến từ Cao Văn Chiến. Nhưng đây sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Mai Sĩ Hoàng sẽ là người thực hiện tình huống ném biên này. Ở trong những phút đã qua, Sĩ Hoàng cũng là một cầu thủ hoạt động rất tích cực. Vừa rồi lại là sự xuất hiện của tiền vệ mỏ neo Cao Văn Triển. Thực sự đến lúc này thì Cao Văn Triển đã có một màn ra mắt rất ấn tượng ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một cầu thủ đã có đóng góp rất tốt vào thành tích giành huy chương đồng của cầu thủ Sài Gòn ở mùa giải vừa qua. Hà Đức Trinh đã không có một tình huống hiểu ý giữa Hà Đức Trinh và Phan Văn Long. Đó là những người đồng đội ở màu áo của SHB Đà Nẵng, tuy nhiên đã có một tình huống phối hợp không ăn ý. Một tình huống mở bóng không tốt của Sĩ Hoàng, cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An.
Lúc này thì bóng đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Sầm Ngọc Đức và đường chuyền dài. Một pha băng lên không thành công. Lối chơi của cả hai đội cho đến lúc này phụ thuộc quá nhiều vào những đường chuyền dài. Như anh Dũng đã chia sẻ thì khoảng thời gian đầu trận thì đây là một mặt sân không thực sự hợp lý cho một lối chơi sử dụng nhiều những tình huống bàn bật kỹ thuật. Một pha để mất bóng nguy hiểm nhưng trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi đến từ Nguyễn Trần Việt Cường. Chính xác là Xuân Tú, cầu thủ không phải người phạm lỗi chính là Trần Việt Cường. Không phải như vậy là góc máy truyền hình đã làm chúng tôi khó ở trong tình huống vừa rồi. Người phạm lỗi đó chính là Lê Xuân Tú. Lê Xuân Tú, cầu thủ mà đã thi đấu ấn tượng trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đây. Và bây giờ thì anh đang trở về với câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng chủ quản của mình ở mùa giải năm ngoái. Lại là một pha triển khai tấn công đến từ các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tình huống đột phá không thành công của Sầm Ngọc Đức. Một tình huống đi bóng rất tốt. Huỳnh Công Đến. Một tình huống xử lý rất hay của Hữu Thắng dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã được mở dành cho cầu thủ U22 Việt Nam. Cầu thủ đã mở tỷ số đó chính là Trần Văn Đạt. Rất bất ngờ cho một tình huống lên bóng thực sự chất lượng đến từ các cầu thủ áo trắng. Một đường chuyền dài chuẩn xác, một tình huống chọc khe tuyệt vời. Và Trần Văn Đạt đã không bỏ lỡ cơ hội đó để có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu này dành cho các thủ U22 quốc gia Việt Nam. Rất tuyệt vời. Khuôn mặt không biến sắc của thầy Park ở trong tình huống vừa rồi. Và có vẻ như là thủ thành Tấn Trường cũng đã không nghĩ rằng là các thủ U22 Việt Nam có một tình huống tấn công nhanh như vậy. Trần Văn Đạt chính là cầu thủ đã mở tỷ số ở trong trận đấu này. Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội và người đã thực sự có một tình huống kiến tạo ở tầm mỹ miều và rất đẳng cấp, đó chính là Hữu Thắng, cầu thủ xuất sắc nhất của giải U21 quốc gia mùa giải năm nay. Và người kiến tạo đã hay và người dứt điểm thì cũng thực sự rất đẳng cấp. Một tình huống chuyền bóng một chạm quá tuyệt vời đến từ Hữu Thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, trái bóng đã bay đi và đúng với đà băng xuống của Trần Văn Đạt. Nỗ lực đầu tiên thuộc về Huỳnh Công Đến với một tình huống đi bóng rất tốc độ và một tình huống nhả bóng lại vừa đủ dành cho Hữu Thắng. Một tình huống phối hợp hoàn hảo dành cho các thủ U22 Việt Nam. Như vậy là ở phút thứ 22, các thủ U22 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đúng là không thể lường trước được điều gì trước khi trận đấu này diễn ra cả. Và ngay kể cả cách mà các cầu thủ U22 tiếp cận trận đấu cũng đã thể hiện được sự nhiệt huyết của họ. Họ đang rất khát khao để có thể giành chiến thắng trước những người đàn anh của mình. Và bây giờ thì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia sẽ phải nỗ lực để lên bóng. Đầu trận thì họ đã mất đi một cầu thủ trên hàng công, đó là Hồ Tuấn Tài. Chắc chắn ở những phút sắp tới thì sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn khi mà những người đàn em, những cầu thủ U22 Việt Nam đã mở tỷ số và chắc chắn sẽ chạm đến những sự tự ái của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ sẽ phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Hà Đức Chinh rất nguy hiểm. Một pha căng ngang rất đẳng cấp và cũng rất mạnh của Hà Đức Chinh. Đó là những tình huống xử lý quen thuộc của Hà Đức Chinh. Sóng gió tạm thời trôi qua trước khung thành của Văn Toàn. Vẫn chưa thể đưa bóng lên phía trên. Tình huống tấn công dành cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một tình huống xâm nhập vòng cấm. Vẫn chưa có đường chuyền vào trong. Không được. Cuối cùng thì các cầu thủ của U22 đã phá bóng lên phía trên. Nhưng bây giờ thì trái bóng lại quay trở lại với đội bóng áo đỏ. Một đường chuyền bỏng vào phía bên trong. Hà Đức Chinh làm gì? Tình huống xoay sở và trả bóng lại. Sầm Ngọc Đức. Tiếp tục là tình huống xâm nhập vòng cấm. Văn Toàn đã băng ra. Khá nguy hiểm. Cao Văn Chiến làm gì? Không thể có một cú dứt điểm ngay khi mà Văn Toàn đã di chuyển ra khỏi khung thành. Áp lực liên tiếp được tạo ra đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đúng là họ đã bị động vào lòng tự ái, đã bị chạm tới lòng tự ái, sự tự tôn của mình. Và lúc này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đang gây sóng gió và liên tục tạo áp lực về phía khung thành của Văn Toàn. Vừa rồi chúng ta vừa thấy lại là một tình huống chuyền bóng rất đẳng cấp của Hữu Thắng. Những tình huống vẩy máng ngoài của Hữu Thắng. Cầu thủ đến từ xứ Huế, mộng mơ, đang thực sự tạo ra những pha kiến tạo và những tình huống xử lý bóng cực kỳ tinh tế. Đúng chất của những nhà thơ, đúng không ạ?
những cổ động viên ở bên phía khán đài B đang thực sự rất háo hức khi mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia, phần lớn là những tân binh của đội tuyển quốc gia, lúc này đang để cho cầu thủ U22 như vậy là đã có tình huống rơi vào tư thế việt vị của Việt Cường. Rất nhiều những tình huống việt vị của cầu thủ U22 Việt Nam. Vừa rồi chúng ta lại thấy được nhãn quan chiến thuật của Hữu Thắng tốt đến như thế nào. Chỉ cần có một nhịp di chuyển thôi, Hữu Thắng đã ngay lập tức đã có một tình huống chuyền bóng một chạm dành cho đồng đội của mình phía trên. Rõ ràng đến lúc này thì Hữu Thắng, cầu thủ của Viettel, đang tạo ra được những sự ấn tượng nhất định trên sân vận động Cẩm Phả. Không phải là những cái tên trong màu áo đội tuyển quốc gia, mà một cầu thủ đã gắn bó với Bình Định ở mùa giải năm ngoái, đã giúp cho Bình Định lên chơi tại V-League, đang tạo ra sự khác biệt. Một tình huống đánh đầu phá bóng không thực sự dứt khoát, và lúc này thì các cầu thủ đội tuyển quốc gia có một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm, và như vậy là mảnh lưới của Văn Toàn đã rung lên. Một tình huống băng vào đá bồi rất ngon ăn đến từ Văn Quyết. Trước đó là hai lần các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tung ra những cú dứt điểm. Chúng ta cùng theo dõi lại ai là người đã thực hiện cú sút xa. Và chúng ta đã nhìn thấy nụ cười của những đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Chúng ta cùng theo dõi lại gương mặt bây giờ đang xuất hiện, đó chính là Quang Hải. Quang Hải và Văn Quyết, những người sẽ cạnh tranh nhau trong cuộc đua tìm kiếm quả bóng vàng Việt Nam. Vừa rồi chúng ta đã nhìn lại tình huống dứt điểm, đó là một tình huống vô tình trở thành một pha kiến tạo của Hà Đức Chinh. Người dứt điểm đó chính là Xuân Cường. Người ta hay gọi với một tình huống, đó là một tình huống chuyền bóng cột 2 là đúng hơn, chứ không phải là một pha dứt điểm. Và công việc của đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì thực sự là rất dễ dàng. Vừa rồi lại tiếp tục là tình huống đặt dấu ấn của đội trưởng Văn Quyết ở trên sân. Trận đấu sẽ chắc chắn hấp dẫn hơn ở trong những phút sắp tới, khi mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia chỉ có 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi thì họ đã tìm kiếm được bàn thắng cân bằng. Tỷ số trên sân vận động Cẩm Phả lúc này đang là 1-0. Đúng là khi đối đầu với những người đàn em ở khoảng thời gian đầu trận, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu không thực sự chắc chân. Nhưng cho đến lúc này khi mà họ đã bị động vào lòng tự tôn thì những áp lực đã được tạo ra, và thành quả đó là bàn thắng quân bình tỷ số 1-0. Chắc chắn là với bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và xin chia sẻ lại một lần nữa là chúng tôi đã ghi nhận những comment dự đoán kết quả của tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng theo dõi lại một lần nữa pha quay chậm, tình huống dứt điểm rất nguy hiểm này dưới áp lực đến từ hậu vệ của U22 Việt Nam. Văn Quyết đã không thể thực hiện cú dứt điểm thành bàn. Một lần nữa thì ở tình huống trước đó chúng ta nhìn thấy cách mà Cao Văn Triển thực hiện một tình huống chọc khe là rất thông minh. Nhãn quan chiến thuật của Cao Văn Triển thì không phải bàn cãi rồi. Và đó là những điều mà các cầu thủ trên sân lúc này đang thể hiện một cách rất tốt trước mắt thầy Park. Cao Văn Triển và Hữu Thắng thực sự đang tạo ra những sự ấn tượng. Cao Văn Triển ngoài khả năng kiến tạo thì anh đang thể hiện là một cầu thủ tiền vệ con thoi rất tốt, tấn công cũng rất hay và có những tình huống đánh chặn thì cũng rất tuyệt vời. Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng về phía cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Rõ ràng sau khi mà để cho những người đàn em của mình ghi được bàn thắng mở tỷ số thì tuyển quốc gia Việt Nam gần như là bị bừng tỉnh sau những phút đầu tiên. Và cũng giống như hình ảnh của những người anh đi trêu những người em và bất ngờ bị em đấm nhẹ một cái, thì ngay lập tức người anh đã phản công. Kết quả là lúc này mỗi anh em đều bị một đấm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những phút tiếp theo của hiệp 1 trận đấu sẽ có thêm bàn thắng nào được ghi nữa hay không. Đường chuyền không tốt, đó là pha xử lý của Văn Quyết. Cơ hội lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Tình huống đi bóng dọc biên, Trần Văn Đạt, cầu thủ đã mở tỷ số trong trận đấu này. Đó là một pha xử lý đầy tinh tế của Việt Cường. Và ngay lập tức thì Cao Văn Triển đã phải xuất hiện và trọng tài cho cầu thủ U22 Việt Nam hưởng phép lợi thế. Tuy nhiên thì đội trưởng bên phía cầu thủ U22 Việt Nam lúc này đang rất đau ở trên sân. Hy vọng là sẽ không có một chấn thương nào nữa diễn ra dành cho cầu thủ U22 Việt Nam. Khi mà ở những phút đầu tiên của trận đấu này thì Hồ Tuấn Tài đã phải chia tay khi mà đã gặp phải một chấn thương. Với một trận đấu mang tính chất giao hữu, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng đây đều là những tân binh, những cầu thủ mà lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia như Cao Văn Triển, thì anh rất muốn thể hiện hết mình, thể hiện sự khát khao của mình cháy bỏng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Như vậy là đội trưởng bên phía U22 Việt Nam đã có thể quay trở lại thi đấu rồi.
Hy vọng rằng từ giờ cho đến khi kết thúc trận đấu này, chúng ta sẽ không phải chứng kiến thêm bất kỳ một chấn thương nào nữa cả. Cũng chỉ là một trận đấu giao. Dẫu biết rằng đây đều là những gương mặt mới và đang khát khao thể hiện mình, nhưng nếu như có thêm những chấn thương thì đó sẽ là một vấn đề khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo và những trợ lý và ban huấn luyện sẽ rất đau đầu. Pha lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Một đường chuyền bổng lên phía trên. Vẫn là một lối chơi quen thuộc. Nguyễn Trần Việt Cường là người chơi cao nhất trên hàng công. Cao Văn Triển có pha xử lý tốt. Đường chuyền chuẩn xác của Cao Văn Triển. Văn Triển đang thi đấu quá hay. Lại là một đường chuyền bổng nữa. Người đang băng xuống là Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh đang bị áp sát bởi hai cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Việt Nam. Và anh cũng không thể làm được gì hơn. Tiếp tục là pha xử lý của Cao Văn Triển. Nhưng lúc này thì bóng đã quay trở lại với U22 Việt Nam. Và ngay lập tức các cầu thủ trẻ đã thực hiện một tình huống lên bóng nhanh. Đường chuyền vẫn đang là các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha xử lý của Văn Đạt. Văn Đạt chơi bóng vào trong. Không được. Lập tức đã có một tình huống áp sát và trọng tài xác định đó là pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Một lần nữa thì chúng ta đã thấy được những sự nguy hiểm của nhạc trưởng Hữu Thắng bên phía các cầu thủ U22 Việt Nam. Hữu Thắng đang có một màn thể hiện rất tốt. Trước đó là một tình huống mà Hữu Thắng mở tốc độ và đã thực hiện một tình huống đi bóng từ khu vực giữa sân. Tiếp tục là một tình huống lên bóng đến từ các cầu thủ áo đỏ. Như vậy là 2/3 thời gian thi đấu của trận đấu giao hữu lượt đi giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và các cầu thủ U22 Việt Nam đã trôi qua. Đến lúc này thì đã có 2 bàn thắng được ghi với pha mở tỷ số của Trần Văn Đạt, cầu thủ của U22 Việt Nam, và người đã có bàn thắng cân bằng đó chính là đội trưởng Văn Quyết bên phía đội tuyển quốc gia. Một trận đấu sẽ giúp cho chúng ta được chứng kiến thêm nhiều những cái tên tạo ra được ấn tượng. Cho đến lúc này thì đường truyền đến từ Hữu Thắng hay cú dứt điểm của Văn Đạt cũng đã tạo ra được những dấu ấn đến với quý vị khán giả. Những cầu thủ đang khát khao muốn thể hiện bản thân vì không có nhiều những cơ hội được thi đấu với lứa đàn anh như thế này và dưới sự chứng kiến của rất đông những người hâm mộ bóng đá. Không chỉ những người đến sân vận động Cầm Phả để theo dõi họ và cả những người đang theo dõi trên màn hình nhỏ nữa. Rất tốt, đó là một tình huống cắt bóng thành công của Văn Việt. Những cầu thủ U22 Việt Nam đã thể hiện sức trẻ của mình ở trong những tình huống lên bóng đầy tốc độ. Bộ ba trung vệ của cầu thủ U22 Việt Nam, cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đến lúc này thực sự đang rất vất vả ở trong những tình huống lên bóng đầy tốc độ của cầu thủ U22 Việt Nam. Cầu thủ U22 Việt Nam cũng ngay lập tức thực hiện những tình huống vây giáp rất nhanh. Không phải là một lối chơi bàn bóng quá nhiều bên phía đội tuyển quốc gia. Rõ ràng là đã có những sự điều chỉnh trong cách chơi của thầy Park dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và cũng có thể nói rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thi đấu với tư cách là một đội bóng cửa trên với các cầu thủ U22 Việt Nam. Và cũng không phải là một lối chơi quá áp đặt dành cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lại là một tình huống mở bóng dài để cho các tiền vệ mở tốc độ. Sâm Ngọc Đức cũng đã thực hiện một đường chuyền dài lên phía trên. Nhưng ngay lập tức thì các hậu vệ của U22 đã áp sát. Tình huống đảo cánh của Văn Quyết. Bất ngờ dứt điểm. Khá nguy hiểm. Một sai lầm của hàng phòng ngự. Và suýt chút nữa thì các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải trả giá. Vừa rồi thì tài năng của Văn Toản đã giúp cho các cầu thủ U22 không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở trong trận đấu này. Chúng ta nhìn thấy gương mặt của thầy Park. Đó là một tình huống thực sự cặp đôi trung vệ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam đã chọn vị trí không tốt cho tình huống căng ngang. Bóng đá vặn lưng các trung vệ của chúng ta ở trong tình huống vừa rồi. Hà Đức Trinh mà tận dụng tốt hơn thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển quốc gia rồi. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Nguyễn Minh Tùng. Rõ ràng về mặt kinh nghiệm và những tình huống xử lý của nhiều cầu thủ bên phía U22 Việt Nam đến lúc này vẫn thể hiện họ vẫn đang khá thiếu kinh nghiệm. Vừa rồi là một tình huống như vậy. Hà Đức Trinh và Văn Quyết đã rất lọc lõi
Pha dứt điểm rất nhanh của cầu thủ người Phú Thọ. Sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã để lại những dấu ấn của mình. Bây giờ chúng ta có thấy Văn Quyết đã đổi cánh rồi. Pha xử lý hay của Văn Quyết và đường chuyền vào. Không được. Lần này thì hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã có một tình huống đánh đầu pha bóng thành công. Vẫn là những tình huống xử lý rất quen thuộc của đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Số 11 của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang thể hiện được những phẩm chất của mình, những điều mà anh đã quen thuộc rồi. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 cũng đang để lại những dấu ấn nhất định. Tiếp tục là đường chuyền của Cao Văn Triển, nhưng lần này anh không thành công. Văn Triển rất nhanh đã giành lại bóng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và lại có một pha xử lý an toàn. Lúc này thì toàn bộ các cầu thủ của U22 Việt Nam đã lùi về phần sân nhà. Và ở ngoài sân thì chúng ta đang được chứng kiến những cầu thủ đang khởi động. Đó là Văn Toàn, đó là Trọng Hoàng, đó là cả Hoàng Đức nữa. Với một trận đấu thi đấu tập như thế này thì nhiều khả năng sẽ có rất nhiều những sự thay đổi ở trong hiệp 2. Những cái tên ngồi trên băng ghế dự bị ở trong trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển quốc gia sẽ là Xuân Mạnh, Lương Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Kiên, Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh và Nguyễn Hoàng Đức. Cùng với đó là thủ môn Tuấn Mạnh. Những cầu thủ cũng rất khát khao được thể hiện mình. Pha lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Vẫn đang là cầu thủ áo trắng, đường chuyền ngay lập tức. Nhưng cờ của trọng tài biên đã được phất lên. Đã có một tình huống việt vị, một pha việt vị rất rõ ràng. Người đã băng lên rất nhanh vừa rồi là Lê Xuân Tú. Chúng ta cùng theo dõi lại một lần nữa. Một tình huống mà chúng ta đã thấy sự tinh quái của Thanh Hào. Ngay lập tức là một tình huống dâng lên. Một tình huống đã tạo ra một cái bẫy việt vị của Thanh Hào. Đó chính là sự già dơ của hàng phòng ngự của các thủ đội tuyển quốc gia. Vâng, một số bạn khán giả đang comment là người yêu mình áo đỏ. Nhưng ngày hôm nay thì có quá nhiều cầu thủ áo đỏ và đây là một tình huống tấn công nguy hiểm. Và không biết là người băng lên vừa rồi, người đã việt vị vừa rồi có phải là người yêu của bạn gì đó đang comment hay không. Đó là Hà Đức Chinh. Chinh đen băng lên rất nhanh. Vừa rồi thì trọng tài Phạm Mạnh Long đã có một tình huống căng cờ chính xác. Trọng tài Phạm Mạnh Long, một trong những vị trợ lý trọng tài hàng đầu của Việt Nam lúc này. Vâng, cả năm trời chúng ta mới có được một trận đấu hay như thế này. Một trận đấu mà các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu với U22 Việt Nam. Mà anh em, một số anh em lại không nắm được lịch. Và đây là một trận đấu chúng tôi đang tường thuật trực tiếp được gửi đến tất cả quý vị và các bạn, những người đang theo dõi trên màn hình nhỏ. Và ngoài trận đấu này ra thì chúng ta sẽ còn một trận đấu lượt về. Và vẫn với những cầu thủ này. Và cũng sẽ có những sự thay đổi khi mà những con người mới ngày hôm nay không thi đấu sẽ được quay trở lại. Đây là tình huống tấn công đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Vẫn chưa thể có một tình huống chạm bóng. Đây là một pha trả ngược lại. Tình huống xử lý tốt, dứt điểm từ xa. Một cú sút đưa bóng đi hướng đúng về khung thành, nhưng đó lại là một cú sút quá nhẹ. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 22 Huỳnh Công Đến. Cầu thủ U22 Việt Nam đang rất cố gắng thực hiện những tình huống đánh biên của mình. Những cái tên ấn tượng đó chính là Huỳnh Công Đến, cầu thủ vừa là chủ nhân của một tình huống xử lý đẩy bóng rất tốt. Tuy nhiên thì tình huống dứt điểm ở vị trí rất xa của cầu thủ Phố Hiến. Huỳnh Công Đến chính là một trong những cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Phố Hiến. Lúc này đã có hai tình huống dứt điểm trúng đích của cả mỗi bên. Tỷ số trên sân đang là 1-1 và tỷ số dứt điểm trúng đích cũng đang rất cân bằng. Chúng ta thường thấy rằng các cầu thủ U22 Việt Nam với sức trẻ của mình, với khát khao của mình đang rất quyết tâm ở trong trận đấu này. Còn với những người đàn anh của mình, những cầu thủ ở trong màu áo đội tuyển quốc gia, họ rất bình tĩnh, rất chậm rãi để triển khai lối chơi. Lại là một tình huống mở bóng dài. Đây không phải là cách mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sử dụng ở trong nhiều trận đấu trước đây. Không biết là do mặt sân hay là một sự thử nghiệm đây của thầy Park. Trong danh sách dự bị của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu này, chúng ta sẽ vẫn còn những cái tên đáng chú ý như Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Toàn hay cả Nguyễn Hoàng Đức nữa. Đây là các cầu thủ dự bị của các cầu thủ U22 Việt Nam như Xuân Tân, Duy Kiên, Lê Minh Bình hay những cái tên như là Quang Nho, Mai Xuân Quyết của các cầu thủ giữa hầm Nam Hà, Nam Định. Vẫn là những tình huống xử lý rất tinh tế của Hữu Thắng và vừa rồi là tình huống mở bóng của Văn Đạt. Hữu Thắng đang băng lên. Văn Đạt
không quá vội vàng. Đội tuyển quốc gia đã băng về rất nhanh, không còn nhiều khoảng trống nữa rồi. Hàng phòng ngự của cầu thủ đội tuyển quốc gia đã trở về một cách rất nhanh. Dứt điểm rất bất ngờ. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm của Cao Trần Hoàng Hùng. Bằng hai nhịp giữ bóng, bằng hai nhịp nhớ bóng thì Cao Trần Hoàng Hùng mới thực hiện một cú dứt điểm. Nhưng Cao tiếc rằng Cao Trần Hoàng Hùng, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Huế, một người đồng hương của Hữu Thắng, trong thành phần của cầu thủ U23 Việt Nam ở trong lần tập trung lần này, còn có một cầu thủ nữa cũng đến từ bóng câu lạc bộ bóng đá Huế, đó chính là Hồ Thanh Minh. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia vẫn vậy, rất bình tĩnh, không quá vội vàng trong những tình huống lên bóng của mình. Sầm Ngọc Đức, không phải, đó là tình huống xử lý của Phan Văn Long. Văn Việt, Cao Văn Triển. Cao Văn Triển chính là cầu thủ thi đấu rất ấn tượng ở trong hiệp 1 này bên phía cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tiếp tục là Cao Văn Triển. Bóng được trả về cho Tấn Trường, một pha xử lý an toàn. Hiệp 1 của trận đấu đang trôi dần về những phút cuối và tỷ số trên sân vận động Cẩm Phả lúc này đang là đội tuyển quốc gia Việt Nam 1 và U22 Việt Nam 1. Thêm một đường bóng dài nữa được thực hiện đến từ các cầu thủ áo đỏ. Những pha xử lý rất tự tin, không có gì nguy hiểm cả. Những cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang hoạt động tốt. Và tiếp tục thực hiện một đường lên bóng đến từ các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Mất bóng rồi, cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Tiếp tục là một tình huống triển khai bóng ra biên, một pha đi bóng rất tự tin, nhưng sau đó thì đường truyền đã không chính xác. Cao Văn Triển, bóng lại được trả về cho Tấn Trường. Cao Văn Triển có những đường truyền dài lên phía trên rất hay, và ở trong những tình thế nguy hiểm thì anh thường xuyên đưa bóng trả ngược lại cho Tấn Trường. Những pha xử lý thể hiện được sự an toàn. Đây là pha lên bóng dành cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Minh Tùng rất bình tĩnh và mở bóng không thành công. Cơ hội dành cho thủ U22 Việt Nam. Đã có những sự can thiệp cần thiết của Văn Việt. Một tình huống xuống biên hay, cơ hội để có thể căng ngang vào trong. Đó là một tình huống chuyền bóng không thực sự tốt. Rất nhiều đồng đội ở phía bên trong, nhưng cầu thủ mang áo số 33 Xuân Cường lại thực hiện một đường chuyền bổng và nó đã thiếu đi độ chính xác. Có đến 3 cầu thủ ở phía bên trong nhưng không ai có thể chạm được vào đường chuyền của Xuân Cường. Vừa rồi thì Hà Đức Trinh và Xuân Cường thực sự không hiểu ý nhau khi mà Xuân Cường thực hiện một tình huống tạt bóng để cho Hà Đức Trinh băng vào cắt mặt. Nhưng Hà Đức Trinh đã không băng vào kịp thời. Đó là tình huống không thực sự hiểu ý nhau. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ chỉ còn khoảng hơn 2 phút nữa thôi. Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra với một tốc độ tương đối nhanh và thời gian bù giờ cũng sẽ không quá nhiều. Rất thoải mái. Giang Trần Quách Tân, một tình huống chọc khe tốt dành cho Xuân Cường. Tuy nhiên thì bên phía cầu thủ U22 Việt Nam đã có một tình huống thi đấu đầy cảnh giác. Số lượng những tình huống đá phạt góc đến từ đội tuyển quốc gia đang là nhiều hơn hẳn so với U22 Việt Nam. Đây đã là quả đá phạt góc thứ 3 rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng ở một tình huống đá phạt góc như thế này, các cầu thủ áo đỏ, những người đàn anh có thể tạo ra bàn thắng hay không. Văn Quyết thực hiện đường chuyền khá nguy hiểm. Đó lại là một đường chuyền đưa bóng đến với cột gần, sau đó là một tình huống băng cắt và vẫn là những cái tên quen thuộc. Văn Quyết thực hiện đường chuyền và Hà Đức Trinh là người băng ra. Vừa rồi thì chúng ta thấy là hàng phòng ngự của cầu thủ U22 Việt Nam thực hiện bắt người 1-1. Những bài tập trên sân, những tình huống tập phòng ngự của thầy Park đang được các học trò của mình thực hiện hóa ở trong một trận đấu với những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một trận đấu mang nhiều tính chất thử nghiệm, tuy nhiên vẫn tạo ra được những pha bóng rất chất lượng. Tiếp tục là tình huống tấn công đến từ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bóng được đẩy ra biên. Ngay lập tức thì hàng phòng ngự của U22 đã áp sát. Từng pha xử lý của các cầu thủ đội tuyển quốc gia
vẫn thấy được sự kinh nghiệm và già dơ hơn với các cầu thủ U20 Việt Nam. Cầu thủ trẻ với sức mạnh của mình, tuy nhiên thì kinh nghiệm thì rõ ràng sẽ không thể nào so sánh được nhiều với cầu thủ đội tuyển quốc gia. Văn Quyết, đó là một tình huống chọc khe không thành công, vẫn là cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam dứt điểm. Đó là một tình huống dứt điểm không quá sáng của đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vẫn còn tình huống chuyền bóng không thành công. Lúc này thì các cầu thủ U22 đã giành được bóng và lập tức có một pha đột phá không hề có, nhưng cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đó là phép lợi thế dành cho các cầu thủ áo trắng. Cầu thủ đã có tình huống can thiệp vừa rồi đó chính là Văn Việt. Những tình huống xử lý đầy tinh tế của cầu thủ mang áo số 13 Nguyễn Văn Minh. Như vậy là thời gian bù giờ của trận đấu này sẽ chỉ là 1 phút thôi. Bù giờ của hiệp 1 sẽ chỉ là 1 phút. Những vừa rồi chúng ta đã thấy một tình huống mà những cầu thủ trong màu áo U22 Việt Nam cũng thịnh thịt của mình. Văn Minh trong vòng vây của đến 2 cầu thủ áo đỏ, anh vẫn biết cách làm sao để đoạt được trái bóng của mình. Nhiều khả năng đây sẽ là tình huống cuối cùng ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Việt Cường, một pha xử lý đầy tinh tế của Thanh Hào. Và vừa rồi thì Việt Cường đã phạm lỗi với một người đàn anh của mình. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại tình huống che chắn bóng rất tốt của Sầm Ngọc Đức. Và trước đó là một tình huống xử lý đầy tinh tế của Dương Thanh Hào. Thời gian bù giờ đã gần hết rồi và tiếng còi của trọng tài cũng chuẩn bị được vang lên. Và như vậy là đến lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-1. Một hiệp đấu không có quá nhiều những pha tấn công nguy hiểm, nhưng cả hai đội cũng đã biết tận dụng những cơ hội của mình để có thể ghi bàn. Những cầu thủ ghi bàn bên phía cầu thủ U22 Việt Nam đó chính là Văn Đạt, cầu thủ mang áo số 11, và người đã cân bằng tỷ số bên phía cầu thủ đội tuyển quốc gia đó là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Hiệp 1 của trận đấu là một hiệp 1 đầy chất lượng và có rất nhiều những pha bóng đáng chú ý. Thầy Park lúc này chắc hẳn ông đang rất đau đầu đúng không ạ? Rất đau đầu với những màn trình diễn ấn tượng của các học trò của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong vòng ít phút và cùng theo dõi những thông tin thể thao cập nhật trên fanpage Nextsport với bản tin thể thao 3 giờ qua sẽ được trực tiếp ngay sau đây. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Trực tiếp quốc gia Việt Nam và các cầu thủ U22 Việt Nam. Đây, bây giờ thì các Văn Kiên và Văn Toàn đã xuất hiện trên sân. Vừa rồi đó chính là tình huống để lại dấu ấn đầu tiên của số 6 bên phía đội tuyển quốc gia. Đó tình huống phạm lỗi với Hữu Thắng. Chắc chắn là những hình ảnh mà Xuân Trường bứt tốc, Xuân Trường thực hiện một đường truyền rồi Văn Toàn bứt tốc đã quá quen với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và lúc này đây thì hai con người đó lại xuất hiện trong đội hình của đội tuyển quốc gia để đối đầu với những người đàn em của U22 Việt Nam. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến thêm những tình huống bứt tốc thật hay nữa đến từ Văn Toàn. Những tình huống áp sát rất nhanh đến từ các cầu thủ áo trắng. Bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam mới có thể triển khai bóng lên phần sân của những người đàn em. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên sóng của kênh truyền hình On Sport VTC3 và các bạn có thể theo dõi trên nền tảng mạng xã hội, đó chính là trên fanpage của Nextsport và trên YouTube của Nextsport, cùng với đó là kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel. Các bạn hãy đưa ra những câu hỏi này cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng để có thể trả lời được các bạn nhanh nhất ở trên nền tảng mạng xã hội Nextsport. Một tình huống đánh đầu phá bóng, rất nhiều những đường chuyền bổng vẫn đang được các cầu thủ của cả hai bên đều thực hiện. Bóng đã quay trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một tình huống trả bóng về và ngay lập tức có một cái bóng áo trắng mang lên. Sự nhiệt huyết vẫn đang được thể hiện đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Và bây giờ là cơ hội lên bóng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đường chuyền vào trong, đó là một đường chuyền chuẩn xác, một tình huống bật tường rất hay. Nhưng sau đó thì đường truyền vào sau cùng lại là một đường truyền không tốt. Đó là tình huống truyền bóng đến từ Văn Toàn, cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2 này. Bóng đã đi thẳng vào vị trí của Văn Toàn. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại tình huống mở bóng rất hợp lý của Văn Kiên. Và Văn Quyết đã có một tình huống nhả bóng đầy hợp lý nữa dành cho Văn Toàn. Đó là tình huống có nét đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam
Phan Văn Long ở trong hiệp 1 thì cũng đã không thể hiện được quá nhiều điều. Văn Minh đã có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đã mở tỷ số ở trong hiệp 1, đó chính là Văn Đạt. Xuân Cường đã theo rất sát. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1 đều với tình huống mở tỷ số rất bất ngờ của Trần Văn Đạt. Và ngay sau đó là một tình huống mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ mất 5 phút thôi để có thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Vâng, chắc chắn là đến lúc này thì chúng tôi đã tìm ra được người giành chiến thắng trong... gọi là gần tìm ra được thôi, vì chúng ta vẫn còn khoảng 40 phút nữa cho trận đấu này. Đây là cơ hội lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn đừng quên là hãy comment liên tục để có thể dự đoán kết quả sau cùng của cuộc đấu này, để xem rằng mình có tài năng dự đoán hay không. Nếu như một vị khán giả yêu bóng đá nào mà có khả năng dự đoán kết quả bóng đá tốt thì đương nhiên nó sẽ đem lại rất nhiều thứ hay ho. Lương Xuân Trường, những tình huống mở bóng quen thuộc của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường sẽ thi đấu vào vị trí của Cao Văn Triền để lại. Quách Tân sẽ để lại vị trí cho Văn Toàn và Sầm Ngọc Đức sẽ để lại vị trí cho Trần Văn Kiên. Vẫn là Lương Xuân Trường. Những tình huống một của trận đấu này thì những đường mở bóng dài được thể hiện rất nhiều và Xuân Trường cũng sẽ được chờ đợi ở trong hiệp 2 này. Số 6 của đội tuyển Việt Nam. Vâng, Văn Toàn đã dạt về rất sâu. Đã có một tình huống can thiệp rất kịp thời của Thanh Bình. Rất nhiều anh em khán giả đang comment dự đoán kết quả của trận đấu này rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những dự đoán này có chính xác hay không. Và một số anh em khán giả thì đang hỏi là ngày hôm nay Công Phượng có thi đấu hay không, thì câu trả lời là không. Công Phượng ngày hôm nay thì cũng không có tên trong đội hình của đội hình xuất phát cũng như là danh sách những cầu thủ có mặt ở trên bàn ghế dự bị. Những cái tên đáng chú ý như Văn Toàn hay Xuân Trường đều đã vào sân rồi. Và ở phía bên ngoài thì chúng ta vẫn còn một Trọng Hoàng nữa. Không biết rằng là ở trong những khoảng thời gian cuối trận thì Trọng Hoàng có vào sân hay không. Muốn mở tốc độ và thực sự lại là sự xuất hiện của Hữu Thắng, nhạc trưởng thực sự của cầu thủ U22 Việt Nam. Có một tình huống lướt bóng và mở tốc độ của số 10 bên phía cầu thủ U22 Việt Nam. Hữu Thắng đã để lại rất nhiều những sự ấn tượng ở trong hiệp 1 này. Anh chính là người kiến tạo dành cho Văn Đạt thực hiện tình huống mở điểm. Và có rất nhiều những tình huống xử lý đầy tinh tế. Một tình huống đẩy sau. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài, đó là một quả penalty. Một tình huống đẩy người rất thô. Tình huống xử lý vừa rồi là của Văn Việt. Và cầu thủ mang về bàn thắng, xin lỗi các bạn, cầu thủ mang về của đá phạt đền vừa rồi lại tiếp tục là Hữu Thắng. Một trận đấu mà cầu thủ của Viettel đã thể hiện được rất nhiều điều. Và bây giờ anh đã mang về của đá phạt đền dành cho cầu thủ U22 Việt Nam. Đó là một tình huống va chạm rất thô của Văn Việt, một tân binh của đội tuyển quốc gia Việt Nam, một tân binh của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Cơ hội rất lớn để cho các cầu thủ của U22 Việt Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước ở trong trận đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ là người thực hiện quả đá 11m này. Vâng, chính là Hữu Thắng. Hữu Thắng đối đầu với Tấn Trường. Hữu Thắng 2-1 cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Tuyệt vời. Một ngày thi đấu rất nhiệt huyết, rất máu lửa, với hy vọng để có thể thể hiện bản thân trước những người yêu mến, những quý vị khán giả, ban huấn luyện và cả huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Hữu Thắng có vẻ như đã bị đau sau tình huống va chạm trước đó. Văn Việt lúc này thì đang thẫn thờ. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm rất gọn gàng của Hữu Thắng. Anh đã đánh lừa được thủ môn Tấn Trường. Còn đây là tình huống đẩy sau đến từ Văn Việt. Rất tuyệt vời. Hữu Thắng, hay những người yêu mến còn gọi với một cái tên khác rất chiều mến nữa, đó là Thắng Huế. Vì cầu thủ này sinh ra và lớn lên ở Huế. Vâng, tiện đây thì anh em đang theo dõi trận đấu này có thể comment xem là biển số ở Huế là bao nhiêu được không ạ? Đây là pha tấn công đến từ cầu thủ đội tuyển quốc gia, Văn Toàn dứt điểm. Không được. Ra chân rất nhanh của số 9. Một lần nữa, ở trong những thời gian đầu tiên của trận đấu thì cầu thủ U22 lại vươn lên dẫn tiếp.
Và bây giờ một lần nữa thì các cầu thủ đội tuyển quốc gia lại phải đặt mình vào một tư thế mà phải bắt buộc có được bàn thắng cân bằng, ít nhất là cân bằng. Và chúng ta cùng chờ đợi xem những cái tên trong màu áo đội tuyển quốc gia sẽ làm gì. Ở tình huống trước đó là một tình huống mà thực sự may mắn dành cho đội tuyển quốc gia mới có được bàn thắng cân bằng một đều. Những nỗ lực để có thể xâm nhập khu vực cấm địa nhưng không thành công. Một tình huống đánh đầu pha bóng nguy hiểm, pha bóng lộn xộn và sóng gió tạm thời trôi qua trước khung thành của Văn Toàn. Pha xử lý rất tự tin nhưng nó cũng có phần mạo hiểm. Liên tục là những tình huống truy cản tốt. Lại là một tình huống bọc lót rất tốt của cầu thủ đã mở tỷ số ở trong trận đấu này, Văn Đạt. Minh Tùng, Văn Việt, Thanh Hào rất bình tĩnh. Vâng, lúc này thì đang có rất nhiều những quý vị khán giả đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đang comment để có thể chia sẻ cho nhau những câu chào. Hello tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào những quý vị khán giả có biển số từ 8475. Vâng, 12 cũng có. Hello tất cả anh em nha. Vâng, nếu như anh em nào comment những con số, những biển số ở vùng quê mình thì có thể comment cả địa danh nữa đi. Vì ở trong những trận đấu như thế này, chúng ta theo dõi các cầu thủ thi đấu thì cũng có thể học thêm được kiến thức địa lý nữa. Và có thể biết được rằng là những vùng quê nào thì có biển số như thế nào. Đó cũng là những kiến thức rất hay. Còn bây giờ hãy quay trở lại với tình huống đá phạt của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Dứt điểm tuyệt vời, không được. Bóng đã bị chặn lại bởi hậu vệ của U22. Nhưng lúc này thì các cầu thủ áo đỏ vẫn đang có thể triển khai tấn công. Một pha phối hợp, tình huống phối hợp 1-2 nhưng đã có pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ của U22 Việt Nam. Người bị phạm lỗi cho tình huống vừa rồi đó là Văn Kiên. Đó là một tình huống truy cản của Mai Sĩ Hoàng, cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Người thực hiện tình huống đá phạt này sẽ là Xuân Cường. Một tình huống cố định. Cùng chờ xem những học trò của thầy Bắc ở trong màu áo đội tuyển quốc gia sẽ thực hiện như thế nào. Bây giờ thì chúng ta đã thấy là thầy Bắc đã có những chỉ thị dành cho trợ lý Lee Jung Jin. Pha dứt điểm không thành công, bóng đã bị chặn lại bởi rất đông những cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Việt Nam trong vòng cấm. Tình huống mang lên nguy hiểm, cơ hội đã vượt qua được thủ môn Văn Toàn nhưng sau đó thì không thể giữ thăng bằng. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dĩ nhiên là ở trong trận đấu này trên sân vận động Cẩm Phả chúng ta không có công nghệ VAR. Và nếu như trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền rồi thì sẽ có một quả penalty. Chúng ta cùng theo dõi lại pha quay chậm. Một tình huống qua người. Đúng là Văn Toàn đã phạm lỗi với Xuân Cường ở trong tình huống vừa rồi. Anh đã không chạm tay vào bóng trong tình huống vừa rồi và đó là một tình huống phạm lỗi của đá phạt đền hoàn toàn chính xác được đưa ra bởi trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Bây giờ sẽ là cơ hội để dành cho các thủ đội quốc gia Việt Nam cân bằng tỷ số. Ở tình huống đá phạt penalty trước của các thủ U22 thì Hữu Thắng đã rất dễ dàng để đánh bại được Tấn Trường. Và thực sự thì Văn Toàn là cầu thủ thuộc danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và anh cũng hãy chờ đợi xem màn thể hiện của Văn Toàn trước Lương Xuân Trường. Người thực hiện tình huống đá phạt này sẽ là Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường đối đầu với Văn Toàn. Xuân Trường sẽ làm gì với quả penalty này? Gương mặt rất căng thẳng. Xuân Trường, tỷ số được cân bằng 2-2. Một tình huống đá phạt vào giữa khung thành. Văn Toàn đã không đoán được hướng của trái bóng cho tình huống vừa rồi. Và cũng rất giống với hiệp 1 của trận đấu này, cũng chỉ mất 5 phút thôi. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia lại có được bàn thắng cân bằng tỷ số được cân bằng 2-2. Tình huống dứt điểm tự tin vào chính giữa khung thành. Và Văn Toàn đã bị Xuân Trường đánh lừa. Một pha dứt điểm đơn giản nhưng đã có thể đánh lừa được Văn Toàn rồi. Và tỷ số lúc này là 2-2. Người ta nói, có thể nói rằng là Hữu Thắng đã gọi và ngay lập tức thì Xuân Trường đã trả lời. Hai cầu thủ sẽ đối đầu với nhau rất nhiều ở trong vị trí tiền vệ trung tâm. Xuân Trường, một tình huống xử lý đầy tinh tế của
cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Lúc này thì đang có một cầu thủ áo đỏ đang bị đau. Hy vọng là sẽ không có thêm một chấn thương nào nữa cả. Đức Trinh đã có thể đứng dậy và tiếp tục di chuyển. Đức Trinh sau khi được tung vào sân thay thế Tuấn Tài, anh cũng đã thể hiện được rất nhiều điều. Như vậy là sẽ tiếp tục có những sự thay đổi người bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là sự xuất hiện của Hồ Tấn Tài, Trọng Hoàng. Xuân Cường đã có vẻ sẽ được rút ra và người thay thế cho anh sẽ là Hồ Tấn Tài. Một tình huống áp sát rất nhanh qua Đức Trinh. Tiếp theo sẽ là gì? Đức Trinh đã quan sát nhưng không thể đưa bóng vào trong. Những hậu vệ của U22 Việt Nam vẫn đang thi đấu rất tập trung. Một pha sâu kim nhưng bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Người đang có pha xử lý đó là Văn Quyết. Đường chuyền vào của Văn Quyết. Ngay lập tức thì đã có một tình huống đánh đầu giải nguy. Và đây là quả đá phạt góc thứ tư ở trong trận đấu này dành cho các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bây giờ thì chắc chắn sẽ có những sự thay đổi người. Ba cầu thủ áo trắng cũng sẽ chuẩn bị được tung vào sân. Như vậy là Trọng Hoàng đã được tung vào sân rồi. Vâng, lúc này thì cũng đang có rất nhiều những chị em khán giả comment ở trên khung chat. Những người... Vâng, có những người thì gọi Xuân Trường là người chồng quốc dân. Còn vừa rồi là tình huống thay người. Như vậy là Văn Việt đã phải nhường chỗ dành cho Hồ Tấn Tài. Rất nguy hiểm. Một tình huống mà thủ thành Văn Toàn đã đoán đúng hướng. Một tình huống rất hài hước đã diễn ra. Khi mà các cầu thủ của đội quốc gia vẫn đang còn có mặt trong một cấm địa thì Văn Toàn đã phan bóng trúng vào người của Minh Tùng. Như vậy là đã có sự xuất hiện của Tấn Tài và Trọng Hoàng. Và một trung vệ cũng đã được rút ra. Chúng ta cùng chờ đợi xem có những sự thay đổi nào ở trong sơ đồ chiến thuật của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Đã có một tình huống phạm lỗi. Những hình ảnh rất lung linh đang được các khán giả của Quảng Ninh tạo ra. Đây là những hình ảnh quen thuộc ở trong những trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ Than Quảng Ninh của V-League. Vâng, có vẻ như quãng thời gian vừa qua thì trận đấu đã trở nên hơi nóng. Những tình huống phạm lỗi, những pha va chạm. Vừa rồi thì Văn Quyết đã có một tình huống va chạm với Huỳnh Công Đến. Đó là một pha phạm lỗi. Những tình huống cố định của các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa tạo ra được những sự nguy hiểm nhất định. Và lúc này ở trên khán đài thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rất nhiều những chiếc điện thoại đang được bật đèn flash lên và tạo ra một hình ảnh rất lung linh. Đây có lẽ là một niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam khi mà ở thời điểm hiện tại trên thế giới không có nhiều những trận đấu lại có số lượng khán giả đến sân đông như thế này. Nỗ lực mang lên của Văn Toàn. Và vừa rất kịp thời vừa rồi là của Hoàng Hùng. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Đồng Nai, Đắk Lắk, Hòa Bình, Tuyên Quang. Tất cả những anh em đều đang comment ở trên khung chat lúc này. Quảng Ninh, Điện Biên, rất rất nhiều những quý vị khán giả đến từ mọi miền của Tổ quốc. Và chắc chắn rằng những người đang có mặt ở trên khung chat lúc này đều có một tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Và chúng ta đến đây để có thể chia sẻ thứ cảm xúc đó. Thứ cảm xúc mà chỉ có duy nhất bóng đá mới mang lại mà thôi. Tình huống tấn công đến từ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đã có một pha tắc bóng và trọng tài cho rằng đó là một tình huống vào bóng hợp lệ. Tình huống xử lý quen thuộc của Trần Văn Kiên. Sâu xuống đáy biển của số 13 của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Đây là những tình huống mà thường thấy với Văn Kiên trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Bên phía các cầu thủ U22 Việt Nam, những cầu thủ được tung vào sân sẽ là Phan Văn Hiếu, số 7 Lê Minh Bình và số 8 Hồ Thanh Minh. Như vậy là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong màu áo U22 Việt Nam trong những phút đã qua. Hiếu Thắng đã phải nhường chỗ cho Lê Minh Bình, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, Thắng Huế rời sân với một bàn thắng và một kiến tạo. Đây chắc chắn là sự tự hào cho những người
theo dõi những khán giả đến từ vùng đất mang biển số 75 đúng không ạ? Phan Văn Hiếu cũng đã được tung vào sân, một cầu thủ của Nam Định, một cầu thủ của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cũng đã được tung vào sân. Vâng, tiếp tục trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng nóng bỏng. Các cầu thủ của U22 Việt Nam đang cố gắng lên bóng. Vẫn là những tình huống tấn công từ biên trái. Đường chuyền hay nhưng không thể vượt qua được những người đàn anh. Bây giờ là câu trả lời đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là một tình huống đẩy bóng quen thuộc của Văn Toàn, rất dễ để có thể nhận ra rồi. Một tình huống khi mà có khoảng trống thì cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã được có một tình huống đẩy bóng và mở tốc độ. Huấn luyện Park Hang-seo đã ghi chép rất nhiều, ở trong trận đấu này. Người ngay cạnh huấn luyện viên Park Hang-seo đó chính là đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Quế Ngọc Hải. Và bây giờ thì đã có đến 7 sự thay đổi người trên sân, chính xác là 8. Rất nguy hiểm, cơ hội. Phan Văn Hồng đã rất chần chừ trong tình huống vừa rồi, đã làm một tình huống trôi qua nhanh. Chỉ cần một nhịp chần chừ thôi, Phan Văn Long đã đánh mất cơ hội của mình. Các cầu thủ của U22 Việt Nam vẫn đang phòng ngự rất tập trung. Và họ có cho mình sự nhiệt huyết mỗi khi những người đàn anh có bóng và di chuyển vào khu vực 16m50 thì ngay lập tức họ sẽ áp sát một cách quyết liệt. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại tình huống kiến tạo của Văn Toàn giúp cho Phan Văn Long có thể thực hiện một tình huống đẩy bóng vừa rồi. Đó là một tình huống tác động rất tốt của Mai Sĩ Hoàng, làm cho Phan Văn Long thực sự không có được cơ hội. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã không có nhiều những khoảnh khắc, những tình huống tốt. Vừa rồi thì có vẻ như Văn Toàn đang gặp vấn đề ở bắp chân bên phía chân trái của mình. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này là 58%, cao hơn khá nhiều so với những người đàn em. Nhưng quan trọng nhất là những con số trên bảng tỷ số vẫn đang là hai con số 2, một kết quả cân bằng. Không biết là ngày hôm nay thì có quý vị khán giả nào tham gia vào chương trình dự đoán trước trận hay không? Và mình xin nhắc lại, đó là một chương trình dự đoán với phần quà rất giá trị. Hàng phòng ngự của đội quốc gia Việt Nam thì Hồ Tấn Tài sẽ là người thi đấu vào vị trí của Văn Việt để lại sau khi anh ta rời sân. Vừa rồi là một tình huống việt vị rõ ràng của Văn Toàn. Người ta vẫn biết đến Văn Toàn với biệt danh đó là một chiếc xe công thức 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, với những tình huống bứt tốc xé gió. Nhưng ngày hôm nay đối đầu với một đội bóng được đánh giá là cửa dưới, và bản thân các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã chủ động nhường thế trận cho những người đàn anh của mình, và họ đa phần sẽ có một thế trận lùi sâu. Những tình huống bứt tốc của Văn Toàn sẽ không thể hiện quá nhiều. Đây là một pha áp sát nhanh, bóng được trả về cho Tấn Trường, và ngay lập tức sẽ có một tình huống phát bóng lên phía trên và xử lý an toàn. Cầu thủ U22 Việt Nam đã có những sự thay đổi trên hàng công khi mà Thanh Minh và Lê Minh Bình được tung vào sân. Rất tốt, một tình huống xử lý rất thông minh của Văn Quyết. Và bây giờ sẽ là cơ hội của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong Hoàng không được, đã không có một tình huống xử lý tốt, phối hợp tốt giữa Văn Toàn và Trọng Hoàng. Cơ hội phản công dành cho U22 Việt Nam. Vẫn đang là những nhịp đi bóng hợp lý. Cơ hội vẫn chưa thể dứt điểm. Quá khó cho tình huống tấn công vừa rồi của cầu thủ U22 Việt Nam, khi mà số lượng những người tham gia tấn công không nhiều. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên ở trong những giai đoạn đầu tiên của hiệp 2. Một lần nữa thì Văn Toàn đã phải băng ra. Trọng Hoàng đã không vượt qua được Minh Bình ở trong tình huống vừa rồi. Vẫn là Trọng Hoàng. Một tình huống đẩy sau, tác động của Văn Minh, một cầu thủ đã có những sự thể hiện rất ấn tượng trong V-League năm 2020 trong màu áo của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một cầu thủ rất nhỏ con thôi, Văn Minh bây giờ đã quay trở lại trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội.
Trọng Hoàng vẫn luôn là như vậy, người ta vẫn biết đến Trọng Hoàng với tên là Hoàng Bò. Và mỗi khi có cơ hội để di chuyển, để bứt tốc thì Trọng Hoàng vẫn nhiệt huyết. Không biết là Trọng Hoàng bây giờ đã được 20 tuổi hay chưa. Còn lại là một tình huống nhồi bóng vào khu 16m10 và cú dứt điểm từ xa. Bóng đã đi không chính xác và Văn Toàn cũng đã để cho bóng đi ra ngoài. Như vậy là tiếp tục có những sự thay đổi người. Bên phía cầu thủ U22 Việt Nam vào sân sẽ là số 16 Nguyễn Văn Việt, số 4 Nguyễn Duy Kiên và cầu thủ mang áo số 18 Mai Xuân Quyết của Dược Nam Hà Nam Định. Cho đến lúc này thì các cầu thủ U22 Việt Nam đã thực hiện đến 6 quyền thay đổi người. Vâng, chuẩn bị là 6 quyền thay đổi người. Tôi nghĩ rằng là sẽ có tất cả những cơ hội của những cầu thủ đã được đăng ký trên danh sách dự bị ở trong trận đấu này. Đây là một trận đấu mang tính chất đá tập nội bộ thôi. Một trận đấu giao hữu và chúng ta có tổng cộng 9 cầu thủ trên băng ghế dự bị của mỗi đội. Và nhiều khả năng là cả 9 sự thay đổi người sẽ được thực hiện lần lượt để cho các cầu thủ đều có cơ hội để có thể cọ sát, để có thể làm quen với những người đồng đội của mình. Chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến trên sân khi mà Huỳnh Công Đến sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành dày dặn kinh nghiệm Bùi Tấn Trường. Văn Toàn. Ngay lập tức thì đội hình của U22 Việt Nam đã phải băng về một cách rất nhanh. Chúng ta thấy được tốc độ mà các cầu thủ U22 Việt Nam đã sử dụng cho tình huống vừa rồi khi mà chuẩn bị đối nhận một tình huống phản công. Ngay lập tức thì họ đã băng về và bây giờ thì đang không phải đối diện với một tình huống đá phản công nữa rồi. Đó là điều mà các học trò của thầy Park đã thực hiện rất tốt với những gì mà thầy Park chỉ đạo ở trong những lần tập trung gần đây. Một quả treo bóng đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không có gì nguy hiểm cả. Nhưng lúc này thì quyền kiểm soát bóng vẫn đang thuộc về đội bóng áo đỏ. Họ đang liên tiếp tạo ra những áp lực. Và lại là một quả treo bóng nữa. Vẫn là những tình huống phòng ngự hợp lý. Vừa rồi thì trọng tài xác định đã có lỗi việt vị của các cầu thủ áo đỏ. Đây là phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2 đều. Đăng ký sẽ có cơ hội được ra sân. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại những cầu thủ chuẩn bị được vào sân. Đó là Duy Kiên, Văn Việt và Mai Xuân Quyết của Nam Định. Văn Việt là cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An. Rất cố gắng. Đó là tình huống xử lý tốt của Lê Minh Bình. Một lần nữa thì xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến hơn 50.000 quý vị khán giả đang theo dõi trên fanpage Nextsport vào lúc này. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến và đồng hành cùng với chúng tôi, cùng chia sẻ những cảm xúc sau một quãng thời gian rất dài để được chứng kiến những thần tượng bóng đá của mình lại di chuyển trên sân. Vậy là Huỳnh Công Đến đã rời sân, nhường chỗ cho Văn Việt. Và sân là số 4 Nguyễn Duy Kiên. Duy Kiên cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và cầu thủ rời sân cuối cùng là Cao Trần Hoàng Hùng. Và chiếc băng đội trưởng cũng đã được trao cho Mai Xuân Quyết của câu lạc bộ Nam Định. Nguyễn Trần Việt Cường cũng đã rời sân. Đội trưởng của U22 Việt Nam đã thay đổi. Và chúng ta cùng chờ đợi xem ở những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam có thể hiện được nhiều nữa hay không, khi mà họ đang thay đổi người rất nhiều. Và xử lý không thành công và đã để mất bóng. Nhưng ngay sau đó thì hậu vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có pha xử lý không tốt. Đó là tình huống xử lý của Văn Việt. Một tình huống xử lý tương đối nguy hiểm trong vòng vây của 3 cầu thủ. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, Lương Xuân Trường. Rất đáng tiếc khi mà bóng đã đi đúng vào vị trí của Văn Toàn. Tưởng chừng như Văn Toàn và Xuân Trường như hình với bóng, những cầu thủ đã thi đấu với nhau rất lâu năm rồi. Nhưng đó là một tình huống thực sự đáng tiếc khi mà trong tình huống 5-3, cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã làm mất đi cơ hội của chính mình.
Xuân Trường đã nhìn thấy những bước chạy của Phan Văn Long và anh quyết định thực hiện một đường chuyền dài. Và đây lại là một tình huống chuyền bóng rất hay, được bứt tốc. Cơ hội được Trinh, không được rồi. Rất đáng tiếc, cú sút của Đức Trinh đã đưa bóng đi chạch cột dọc khung thành. Một tình huống bứt tốc rất hay, và trước đó chúng ta cũng cần phải dành những lời khen cho đường chuyền. Và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống vẩy mã ngoài chuẩn xác, đúng với đà băng lên của Hà Đức Trinh. Nhưng ở theo sau Hà Đức Trinh vẫn đang là hai hậu vệ của U22 Việt Nam. Anh quyết định sẽ phải dứt điểm. Tình huống vẩy mã quá hay. Đội trưởng đội quốc gia Việt Nam cũng đã thể hiện được mình, đó chính là Văn Quyết. Còn với Hà Đức Trinh, một tình huống mà anh đã thể hiện được tốc độ của mình. Bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có đến 9 tình huống dứt điểm, trong khi đó ở những cầu thủ U22 mới chỉ có 4 cầu thủ thôi. Và người rời sân tiếp theo bên phía đội tuyển quốc gia sẽ là Phan Văn Long. Phan Văn Long đã không thể hiện được quá nhiều điều sau lần quay trở lại đội tuyển quốc gia, và vào thay thế anh sẽ là Hoàng Đức, cầu thủ của Viettel. Cùng với đó là sự xuất hiện của Xuân Mạnh. Xuân Mạnh sau một quãng dài bị nghỉ vì chấn thương, và bây giờ thì anh đã quay trở lại trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Đội trưởng Văn Quyết cũng đã rời sân. Sự quay trở lại rất ngọt ngào của Văn Quyết khi mà anh đã có được một bàn thắng và cũng đã thể hiện được vai trò của mình trên sân, thể hiện được kinh nghiệm và đẳng cấp của mình. Bây giờ thì tiếp tục là sự xuất hiện của Xuân Tân và Dũng Quang Nho. Xuân Tân là cầu thủ của Dược Nam Hà Nam Định và Dũng Quang Nho, cầu thủ quen thuộc trong áo U22 Việt Nam, đó là của Hoàng Anh Gia Lai. Dũng Quang Nho trong một bài trả lời phỏng vấn trước khi trận đấu này diễn ra cũng đã rất tự tin. Anh tin vào một chiến thắng dành cho các cầu thủ của U22 Việt Nam. Ít nhất là một lần giành chiến thắng trong những trận đấu, trong hai trận đấu đối đầu với những người đàn anh. Vừa rồi lại là một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường, không thể vượt qua được hàng phòng ngự đến từ U22 Việt Nam. Tiếp theo, rất khó dành cho Lê Minh Bình mở tốc độ. Minh Bình được người ta để ý rất nhiều khi mà anh có lối chơi tương đối với Văn Toàn. Đây là trợ lý Vũ Hồng Việt của cầu thủ U22 Việt Nam. Và có vẻ như trợ lý Vũ Hồng Việt là người chỉ đạo trực tiếp cầu thủ U22 ở trong trận đấu này. Khá nguy hiểm. Vừa rồi thì có vẻ như Trọng Hoàng đã bị phạm lỗi. Rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi rồi. Nhưng hy vọng rằng Trọng Hoàng không quá đau. Người đã phạm lỗi với Trọng Hoàng là Lê Minh Bình. Vâng, nhìn vào tình huống va chạm này thì chúng ta có thể thấy được rằng đó là một tình huống va chạm rất mạnh. Nhưng đúng là Hoàng bò thật. Vâng, Trọng Hoàng đã đứng lên và như chưa hề có điều gì xảy ra với anh cả. Đúng là một cầu thủ rất khỏe. Và sân Văn Minh rời sân, Xuân Tân vào sân. Như vậy là cầu thủ rời sân là Mai Sĩ Hoàng. Bây giờ thì Mai Sĩ Hoàng mới rời sân. Gần như tất cả những cái tên có mặt ở trên băng ghế dự bị của cầu thủ U22 Việt Nam đã được tung vào sân rồi. Chỉ có duy nhất thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chưa được sử dụng thôi. Tất cả những cầu thủ có mặt ở trên băng ghế dự bị của cầu thủ U22 Việt Nam đã được sử dụng. Trong khi đó ở bên phía các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, tất cả những cái tên 8 cầu thủ đã được tung vào sân, chỉ còn thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh thôi. Như vậy là trên băng ghế dự bị của cả hai đội lúc này chỉ còn 2 thủ môn thôi và không còn một cầu thủ nào nữa. Cơ hội được dành cho tất cả những cầu thủ được đăng ký ở trong trận đấu này. Không biết là ở trong những phút sắp tới thì thầy Park có thay thủ môn hay không. Vào một tình huống kéo người. Một tình huống kéo người rất rõ ràng. Văn Toàn là người bị phạm lỗi. Sau khi Văn Quyết rời sân thì chiếc băng đội trưởng đã được dành lại cho Văn Toàn. Hai người đội trưởng đã đối đầu với nhau ở trong tình huống vừa rồi. Văn Toàn, Hà Đức Trinh mở bóng một cách hợp lý. Tình huống chuyền bóng. Coi, và như vậy là đã có bàn thắng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tỷ số được nâng lên thành 3-2. Đó là cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Rất bất ngờ. Đó chính là Xuân Mạnh. Một dấu ấn sự quay trở lại của Xuân Mạnh. Và vừa rồi thì Văn Toản đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở trong trận đấu này. Một tình huống phối hợp rất tốt và có vẻ như Văn Toản đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Và nói chính xác hơn khi mà lúc đó thì Văn Toàn đã bị khuất tầm nhìn. Và đó là một tình huống dứt điểm bất ngờ. Văn Kiên vô tình đã trở thành một chướng ngại vật của Văn Toàn. Anh đã không đoán trúng bóng, không phải là một pha dứt điểm quá mạnh. Tỷ số được nâng lên 3-2 ở phút thứ 77 của trận đấu. Dấu giày của Phạm Xuân Mạnh và Hà Đức Trinh vẫn còn. Hoàng Đức càng ngang rất hợp lý, nhưng mà lần này thì bóng đã không được đưa vào lưới. Người đã có tình huống dứt điểm đó chính là Trần Văn Kiên. Một tình huống căng ngang cực kỳ khó chịu của Hoàng Đức. Các hậu vệ bên phía U23 Việt Nam đã không theo được hậu vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thời gian thi đấu của trận đấu này sẽ chính thức sẽ chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi. Tỷ số bây giờ, lần đầu tiên ở trong trận đấu này thì cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam dẫn trước. Bây giờ thì đang có tới gần 60.000 khán giả cùng theo dõi với chúng tôi trên fanpage của Next Sport. Rất nhiều những comment để dành những lời ngợi khen dành cho Xuân Mạnh hay là Văn Kiên. Một tình huống xoay sở hay. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả những quý vị khán giả đang có mặt trên fanpage của Next Sport, những người đã yêu mến bóng đá và đến cổ vũ cho các cầu thủ của U22 Việt Nam và cả những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Lúc này thì những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách đăng ký ngày hôm nay đều đã xuất hiện ở trên sân vận động Cẩm Phả rồi. Các cầu thủ U22 Việt Nam là những người mở tỷ số, là những người liên tiếp vươn lên dẫn trước, nhưng lúc này thì họ đang bị lội ngược dòng. Thời gian của trận đấu vẫn còn khoảng hơn 10 phút nữa. Và hãy cùng tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ, hy vọng rằng sẽ có thêm những bàn thắng đến dành cho U22 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia nữa. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Xuân Tân rất tốt. Đó là một tình huống đưa bóng vào nhanh, tung người móc bóng không thành công. Nếu như đó là một cú dứt điểm chính xác thì đó sẽ là một tình huống phối hợp ở đẳng cấp cực cao. Người vừa đã tung ra pha dứt điểm vừa rồi đó chính là Hồ Thanh Minh. Xuân Tân là người đã có một tình huống mở bóng là của Dũng Quang Nho. Hồ Thanh Minh đã rất nhanh tung người mang bóng. Hồ Thanh Minh là cầu thủ sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi rất nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là huyện A Lưới. Và anh thực sự là một niềm hy vọng và một niềm tự hào của A Lưới. Vẫn đang là những tình huống tấn công đến từ U22 Việt Nam. Lúc này thì họ đang bị dẫn trước và khát khao ghi bàn lại càng lớn. Tình huống cắt bóng rất hay của Trọng Hoàng. Tiếp tục là pha lên bóng. Hoàng Đức là người vừa thực hiện đường chuyền, nhưng đó là đường chuyền không chính xác. Chính xác hơn là Hà Đức Trinh đã không hiểu ý đồng đội. Đó là một tình huống mà làm cho hàng phòng ngự đối phương bị bặn sườn của Hoàng Đức. Chúng ta có thể thấy là các cầu thủ đội quốc gia đang có những tình huống pressing tầm cao rất nhiều. Hoàng Đức, đó là tình huống phối hợp không thành công giữa Hoàng Đức và Lương Xuân Trường. Một tình huống mở bóng rất tốt, Hồ Thanh Minh. Pha giải nguy rất nhanh. Đó là tình huống xử lý của Minh Tùng. Không phải, đó là Xuân Mạnh. Một tình huống xử lý vừa phải và đã giúp cho cầu thủ đội tuyển quốc gia thoát khỏi một tình huống sóng gió. Văn Toàn. Lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có những dấu hiệu thi đấu chậm lại. Họ không còn quá vội vàng trong những pha lên bóng nữa. Minh Tùng, đây là Hoàng Đức. Pha che chắn tốt của Hoàng Đức. Những tình huống xử lý bóng quen thuộc của số 29 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một tình huống mở bóng chính xác. Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng, một tình huống đi bóng rất dũng mãnh. Hoàng Đức. Xuân Trường dứt điểm. Nhịp xử lý đầu tiên thì chúng tôi đã biết ngay rồi, Xuân Trường rất có thể tung ra một tình huống dứt điểm. Những pha xử lý đầy quen thuộc của Xuân Trường. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại tình huống xử lý bình tĩnh.
và cũng rất đẳng cấp. Những pha dứt điểm của số 6 của đội quốc gia Việt Nam ở tình huống vừa rồi ở cự ly tương đối xa. Ở những phút cuối cùng này thì có vẻ những kinh nghiệm của đội quốc gia Việt Nam, những cầu thủ mang trong mình màu áo đỏ đang thể hiện rất tốt trước những người đàn em của mình. Những phút có mặt trên sân thì Lương Xuân Trường cũng đã thể hiện được tốt vai trò của mình. Vẫn là những pha xử lý rất mềm mại của Hoàng Đức. Và bây giờ có thêm một tình huống tấn công dành cho cầu thủ áo đỏ. Nhưng lần này thì hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã hoạt động tốt. Bóng được trả về cho Văn Toàn. Một tình huống khá nguy hiểm buộc Văn Toàn phải phá bóng ngay. Nhưng tình huống phá bóng lên phía trên của anh, đồng đội vẫn không thể theo kịp. Phút thứ 84 của trận đấu và tỷ số lúc này đang là 3-2 nghiêng về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một trận đấu với 5 bàn thắng được ghi. Nhất ở trong trận đấu này đó chính là Viên Bao Sò, người đã phải ghi chép mất 3 tờ giấy A4 rồi. Chúng tôi để ý rất kỹ từ đầu trận và ông đã ghi đầy đủ 2 mặt hay là 6 mặt giấy rồi. Sẽ có rất nhiều những sự điều chỉnh, những sự chia sẻ với các học trò của mình. Quý vị và các bạn nên nhớ rằng là chúng ta sẽ vẫn còn một trận đấu giao hữu nữa giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam vào ngày 27 tới đây trên sân vận động của Phú Thọ. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với tình huống đá phạt của các cầu thủ. Bây giờ chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Vinh Cung, cầu thủ có khả năng chuyển đầu rất tốt ở trong vòng. Xin lỗi các bạn, đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ U22 Việt Nam. Văn Toàn không thể mở tốc độ. Một khoảng thời gian mà các cầu thủ U22 Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công khi mà họ đang là đội bóng bị dẫn trước. Và đó cũng là khoảng thời gian để cho những cầu thủ có tốc độ tốt như Văn Toàn chờ đợi được những tình huống bứt tốc và phản công. Đây là cơ hội như vậy. Pha lên bóng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Toàn không được. Pha xử lý rất khó hiểu của Văn Toàn. Anh đã lưỡng lự giữa một tình huống dứt điểm ngay và một tình huống khống chế bóng. Có thể vượt qua một hậu vệ bên thứ hai Việt Nam, nhưng Văn Toàn đã có một tình huống không chế bóng không tốt. Có vẻ như mà khi mà Văn Toàn đeo lên mình tấm băng đội trưởng thì anh đã thể hiện không tốt. Các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn đang cố gắng để có thể đưa bóng sang phần sân của những người đàn anh. Họ giờ thì rõ ràng chúng ta thấy là những cầu thủ đội tuyển quốc gia đang thi đấu rất bình tĩnh. Họ đang dẫn trước với tỷ số 3-2 rồi. Và nếu như mà tỷ số 3-2 kết thúc thì đó là một sự dự đoán hoàn toàn chính xác của anh Đinh Thọ Bình, đúng không ạ, người đồng hành với chúng tôi. Tình huống căng thẳng không được. Vừa rồi thì Mai Dung Quyết cho rằng là Minh Tùng, không phải, cho rằng là Hồ Tuấn Tài đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Ở trong trận đấu này thì Hồ Tuấn Tài đang là người một trong ba trung vệ ở trong những phút đã qua. Với góc quay vừa rồi thì cũng không rõ ràng cho lắm. Người điều khiển chính thức trận đấu này là trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, đang có một trận đấu điều khiển rất tốt với hai tình huống penalty rất dứt khoát được trọng tài này đưa ra. Tiếp tục sẽ là tình huống lên bóng đến từ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hồ Tuấn Tài, bóng đang chủ yếu được luân chuyển ở khu vực sân nhà mà thôi. Và bây giờ là tình huống tấn công từ biên phải. Văn Kiên, Xuân Mạnh đã có những tác động từ phía sau với Văn Kiên. Cầu thủ trẻ của Viettel đã có một tình huống theo bóng rất sát với Văn Kiệt. Và bây giờ sẽ là một tình huống cố định dành cho thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng ta sẽ chờ đợi rất nhiều vào những tình huống cố định này. Đội tuyển quốc gia Việt Nam là một đội bóng mà thực hiện những tình huống cố định không phải là quá tốt. Nhưng mà chắc chắn là ông Park sẽ phải có những sự thay đổi. Và chúng ta chờ đợi xem là các học trò của thầy Park sẽ sử dụng những tình huống cố định như thế nào. Ở trong trận đấu này hôm nay thì những tình huống cố định của đội tuyển quốc gia Việt Nam là không tốt, ngoại trừ tình huống đá phạt penalty thành công của Lương Xuân Trường. Phút thứ 88 của trận đấu, lúc này thì U22 Việt Nam vẫn đang bị dẫn trước. Và thêm một lần nữa thì họ sẽ phải triển khai bóng từ phần sân nhà. Đội tuyển quốc gia Việt Nam không phải
là đội bóng đang thi đấu ở một thế trận lùi quá sâu. Và đây là một đường chuyền nhưng nỗ lực đã không thành công. Hồ Thanh Minh đang rất cố gắng đeo bám Tuấn Tài, cầu thủ đã vừa trở về với đội bóng quê hương Bình Định, đang thi đấu tốt ở trong những phút sau khi được tung vào sân. Và mở bóng tốt của Xuân Trường dành cho Trọng Hoàng. Văn Toàn ở trong những phút đã qua đã thi đấu rất rộng. Anh gần như là cầu thủ được thi đấu ở vị trí tự do ở trên hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bây giờ thì rõ ràng những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia họ đang rất bình tĩnh, thể hiện được cái kinh nghiệm của mình. Minh Tùng, một màn trình diễn khá ổn của Minh Tùng ở trong trận đấu này. Ở trong hàng hậu vệ của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thì có vẻ như Văn Việt không dĩ nhiên mà anh đã phải rút ra sân rất sớm sau một tình huống phạm lỗi tương đối thô dành cho Hữu Thắng. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Trọng Hoàng. Bóng đi ra ngoài sân. Vừa rồi là tình huống mà Trọng Hoàng đã nỗ lực. Kể từ khi vào sân thi đấu thì Trọng Hoàng liên tục có những tình huống thi đấu hết sức mình, vẫn như là hồi còn trẻ vậy. Và một quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lương Xuân Trường. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những tình huống đá phạt góc được thực hiện bởi cầu thủ người Tuyên Quang. Và bây giờ là một tình huống như vậy, quả treo bóng của Xuân Trường khá nguy hiểm. Tiếc rằng cú dứt điểm bằng đầu vừa rồi lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Người đã thực hiện cú dứt điểm bằng đầu là Phạm Xuân Mạnh. Bây giờ thì là những giây thi đấu cuối cùng ở thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam. Tỷ số trên sân lúc này đang là 3-2 nhưng về phía các thủ đội tuyển quốc gia. Những người lập công bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam đó chính là Xuân Trường, Văn Quyết cùng với Hà Đức Trinh. Như vậy là thời gian thi đấu bù giờ của trận đấu này sẽ là 5 phút dành cho những nỗ lực của các thủ U22 Việt Nam. Và 5 phút nữa thôi thì những cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đang chờ đợi chiến thắng trước những người đàn em của mình. Hồ Thanh Minh không thành công, vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Văn Toàn, bây giờ thì tốc độ của Văn Toàn sẽ được thử hẹn. Không được. Khác hoàn toàn so với hiệp thi đấu đầu tiên thì ở trong hiệp thi đấu thứ hai chúng ta có tới 5 phút bù giờ. Một khoảng thời gian tương đối tốt để cho các cầu thủ của U22 Việt Nam có thể nỗ lực san bằng tỷ số. Dẫu biết rằng đó là một nhiệm vụ khá khó khăn. Vừa rồi Thái Bá Sang rất hiểu người đàn anh của mình Văn Toàn, ngay lập tức là một tình huống đánh chặn. Văn Toàn nếu có thời gian và không gian thì anh sẽ cực kỳ nguy hiểm với những tình huống bứt tốc của mình. Minh Tùng, Xuân Trường, những chạm bóng rất tinh tế và quen thuộc của Xuân Trường. Một đường chuyền hợp lý và đây là Trọng Hoàng. Những tình huống chuyền bóng vào trong của Trọng Hoàng là không chính xác. Cơ hội để cho các cầu thủ U22 Việt Nam có thể thực hiện một đường lên bóng. Bóng được đẩy sang bên trái. Một tình huống xoay sở. Không thể vượt qua được sự áp sát của tới hai cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và trọng tài xác định đã có một pha phạm lỗi đến từ số 16 Nguyễn Văn Việt. Chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Và lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang rất cố gắng. Đây là Văn Toàn. Văn Toàn cũng là một trong những cầu thủ có sự nhiệt huyết cực lớn trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bóng được trả về một cách an toàn. Tấn Tài và đường chuyền dài. Thêm những pha phối hợp tốt nữa, những nhịp chạm bóng rất chuẩn xác. Rất cố gắng nhưng không thành công. Cơ hội lại quay trở về với các cầu thủ áo trắng. Và lập tức một đường chuyền dài được thực hiện. Có vẻ như đã có một tình huống phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi là của Tấn Tài. Chúng ta cùng theo dõi lại. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ của U22 Việt Nam có thể nghĩ tới bàn thắng quân bình tỷ số. Vì lúc này rất khó để có thể triển khai bóng. Dụng Quang Nhỏ sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Cuối cùng dành cho U22 Việt Nam không thành công. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam.
xử lý không tốt của Hoàng Xuân Tân. Rất nguy hiểm. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Quang Đức. Không được, mất rồi. Hướng đi bóng của Hoàng Đức đã làm anh tự bị rơi vào tư thế khó. Không phải là một tình huống đi thẳng vào vòng cấm địa của U22 Việt Nam. Thời gian thi đấu của trận đấu lúc này chỉ còn khoảng 2 phút thôi. Vừa rồi là tình huống va chạm rất mạnh của Trọng Hoàng và Văn Kiên với những người đàn em ở đội tuyển U22 Việt Nam. Trọng Hoàng vẫn vậy, vẫn là những tình huống không ngại va chạm ở trong những tình huống đối mặt với đối phương. Đúng là không đơn giản mà Trọng Hoàng có được cái biệt danh Hoàng Bò mỗi khi có một tình huống va chạm. Vâng, dù nhìn có thể cảm giác được đó là một tình huống va chạm rất mạnh, nhưng Trọng Hoàng ngay lập tức sẽ đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Một tình huống để mất bóng nguy hiểm. Vẫn đang là các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam phạm lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi rõ ràng để có thể ngăn cản một pha lên bóng nhanh khi mà bóng đang ở trong chân của Hoàng Đức. Chắc chắn là sau trận đấu này thì hàng phòng ngự của cầu thủ U22 Việt Nam sẽ bị thầy Park điều chỉnh rất nhiều khi mà những cầu thủ của các cầu thủ ở hàng phòng ngự của cầu thủ U22 Việt Nam ở trong những phút cuối cùng đã thi đấu một cách rất mất tập trung. Đây không phải là lần đầu tiên mà họ để mất bóng ngay trước khung thành của thủ thành Văn Toàn. Một tình huống chuyền dài. Lần này thì các cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Việt Nam đã hoạt động tốt. Bóng chạm chân Trọng Hoàng và đi ra ngoài. Những giây cuối cùng của trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và cầu thủ U22 Việt Nam. Một trận đấu mà đã có rất nhiều những nhân tố tỏa sáng và có rất nhiều những cảm xúc được dành tặng cho các cổ động viên trên sân vận động Cẩm Phả cũng như khán giả truyền hình cả nước. Bây giờ thì thời gian thi đấu chỉ còn khoảng chưa đầy 10 giây nữa thôi. Các thủ U22 Việt Nam rất cố gắng để lên bóng để tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Liệu rằng có một tình huống tấn công cuối cùng dành cho các thủ U22 Việt Nam hay không? Xuân Tân rất chần chừ. Ngắm nghía quá nhiều và sau đó nghía trái bóng quá nhiều. Khá đáng tiếc. Vâng, quý vị và các bạn đừng quên rằng chúng ta sẽ vẫn còn một trận đấu lượt về nữa giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho đội bóng áo trắng U22 Việt Nam trước những người đàn anh của mình. Nó đến từ một quả đá phạt góc. Trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đó là hình ảnh của Tấn Trường, cầu thủ sở hữu chiều cao 1m88. Đánh đầu phá bóng thành công, dứt điểm từ xa nhưng đó là cú sút không tốt, bóng vẫn còn trong sân. Cơ hội, nỗ lực đi bóng nhưng không thể dứt điểm. Cuối cùng thì trái bóng đã được đẩy lên phía trên. Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Như vậy là trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam kết thúc với tỷ số là 3-2, nghiêng về những người đàn anh, những người giàu kinh nghiệm. Và chúng ta đã thấy là thầy Park đã đứng dậy rồi để chuẩn bị xuống sân. Những cầu thủ đã lập công trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đó chính là Hà Đức Trinh với một bàn thắng ấn định tỷ số, hay như Văn Quyết cân bằng tỷ số, và Lương Xuân Trường là cầu thủ thứ ba bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam ghi bàn. Những cầu thủ lập công bên phía các cầu thủ U22 Việt Nam đó là Văn Đạt và Hữu Thắng. Ở trong trận đấu này thì đã có nhiều những cầu thủ để lại ấn tượng nhất định trong mắt của thầy Park, với những cầu thủ ở đội tuyển quốc gia như Cao Văn Triển hay là Nguyễn Hữu Thắng bên phía cầu thủ U22 Việt Nam. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn tương đối tốt được các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam dành tặng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà sau hơn 1 năm. Thì chúng ta mới chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa là quý vị và các bạn đừng quên rằng vào ngày 27 tới đây chúng ta sẽ vẫn còn một trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam trên sân vận động Phú Thọ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị và các bạn một lời chào và một lời tạm biệt thân thiết nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong 4 ngày nữa vào ngày 27. Xin chào và hẹn gặp lại. Như mọi người đều biết thì U22 cũng vừa tập trung, các em vừa thi đấu giải U21 quốc tế về. Thì với cá nhân Quyết thì đây là một cái trận đấu giao hữu
kể cả đội tuyển Việt Nam cũng như U22, các em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đội tuyển cũng vậy. Quan trọng hơn nữa là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ tìm ra được những nhân tố tốt để chuẩn bị cho cái SEA Games sắp tới. Cảm xúc của Văn Quyết như thế nào trong cái trận đấu đầu tiên của mình trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam? Và Văn Quyết ở đội tuyển quốc gia với Văn Quyết của ở tại câu lạc bộ Hà Nội có khác nhau nhiều không? Với Quyết nghĩ thì đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì dù ở đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ, mình luôn luôn phải ghi nhớ là luôn luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Quyết ở đội tuyển quốc gia đợt này cũng rất là nỗ lực. Và phải nói thật sự là đội tuyển quốc gia đợt này cũng với Quyết thì ngoài vấn đề là cầu thủ sau 2 năm quay lại, thứ hai nữa là cũng được sự quan tâm của Chào Thắng, Thắng hãy nhận xét một vài điểm về cái màn trình diễn của mình ngày hôm nay đi. Màn trình diễn của em, đối với em với cả đội thì em nghĩ tất cả đều tinh thần tốt ạ, và chiến đấu rất là tốt và hết mình ạ. Hôm nay rất nhiều người đánh giá là Hữu Thắng có một cái chân trái rất là khéo, có màn trình diễn rất là hay. Sau trận đấu này nhiều người sẽ nhắc đến em sẽ phản ứng như thế nào với dư luận nhắc đến mình rất nhiều sau trận đấu này? Dạ, em nghĩ đây trận đấu tập bọn em đá với các anh thì kiểu tích lũy kinh nghiệm để bọn em phấn đấu cố gắng tiếp tục ạ. Nếu một lát nữa được đăng một cái gì đó ta vẫn gọi đó là đội hình 1 của đội tuyển quốc gia đang ngồi trên khán đài để theo dõi những vâng, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt và chuẩn bị bình luận trực tiếp trận đấu giữa cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam và các cầu thủ U22 Việt Nam. Trận đấu giao hữu lượt đi dành cho các học trò viên Park Hang-seo. Vừa rồi thì chúng ta vừa đến với những hình ảnh của phần hát quốc ca. Người đồng hành với chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là bình luận viên Đinh Thọ Bình. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trên sân vận động Cẩm Phả cũng như những quý vị khán giả đang theo dõi trước màn hình. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi một trận đấu mà rất nhiều ngày rồi mới có thể được chứng kiến. Đây là danh sách các cầu thủ thi đấu trong đội hình của đội tuyển quốc gia ngày hôm nay. Trong khung gỗ sẽ là sự xuất hiện của thủ môn Tấn Trường mang chiếc áo số 36. Ba cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự bao gồm số 26 Minh Tùng, số 34 Quang Hào, số 24 Văn Việt. Ở trên hàng tiền vệ chúng ta sẽ có Xuân Cường di chuyển dọc hành lang cánh trái với chiếc áo.